một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến công ơn người sáng lập ra nước Việt Nam Cộng Hòa và các chiến sĩ đã bỏ mình để bảo vệ chính nghĩa quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, chính nghĩa tự do trên đường vượt biên vượt biển. Và một phút mặc niệm. Và sau cùng, chúng tôi xin quý vị một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến chiến sĩ Lý Tống, người anh hùng đấu tranh cho tự do và mới ra đi nửa cõi đời. Xin giới thiệu chương trình hội luận ngày hôm nay. Thứ nhất là nghi thức chào quốc kỳ. Thứ hai, chào mừng quan khách. Chúng tôi có danh sách xin quý vị ghi đây để ban điều hành chúng tôi sẽ gọi tên từng người. Ông Chris Lê, cựu ứng cử viên nghị viên thành phố quận 7 của San Jose. Sau đây chúng tôi nhường máy micro để cho ông Chris Lê nói về những cái thủ tục và tiến hành trong buổi hội luận ngày hôm nay. Trước khi Chris Lê nói về nội quy, xin cho luật sư Hoàng Duy Hùng có lời chào quan khách và có vài lời mở đầu trước. Tôi xin cảm ơn ban tổ chức, ông Chris Lê và ông Phạm Lễ đã có công hy sinh sẵn sàng mời tôi qua đây để có cuộc đối luận với tất cả những người đã thách thức với tôi. Tôi xin cảm ơn quý vị đã có sự nhiệt tâm làm công việc này. Và kính thưa tất cả quý vị trưởng thượng, những vị lớn tuổi, các bạn, các cô, các chú, các anh, các chị, và kính thưa tất cả những ai bất đồng ý kiến với tôi. Tôi Hoàng Duy Hùng từ Houston, Texas đến đây để cùng chia sẻ với quý vị, không phải để tìm một cái sự, nói chữ là danh từ là đối luận, nhưng mà thực sự đây là để tranh luận, đi tìm sự thật, để tìm một cái gì đó tốt đẹp cho quê hương, cho quê hương Việt Nam, cho cộng đồng của chúng ta, chứ không phải là để đi nói cái tôi của mình. Cái tranh cãi của nhà Phật đó là tranh cãi nó không tốt, tranh cãi là để chỉ là ta đây thì tôi không có đến như vậy. Thì tôi xin nói với quý vị là ngày hôm nay tôi đến đây để cùng với quý vị chúng ta cùng chia sẻ với vấn nạn của đất nước. Đất nước là của chung của mỗi một người, vấn nạn của xã hội thì mọi con dân Việt Nam đóng góp theo cái khả năng của mỗi người, khả năng tài chính, khả năng suy tư, khả năng sức khỏe của mình. Có nhiều cái hoàn cảnh khác nhau thì chúng ta có thể có những bất đồng, nhưng chúng ta không thể nào có bất hòa. Đó là cái quan điểm của tôi. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Tôi biết quý vị đến đây là quý vị đã quan tâm rồi. Thương hay ghét cũng còn biết, nhưng mà quý vị đã là những người quan tâm cho đất mẹ Việt Nam. Đó mới là những chính yếu mà quý vị đến ngày hôm nay. Chúng ta có thể bất đồng với nhau, nhưng tôi xin xác nhận, tôi nhìn đến tất cả quý vị từng người một ở nơi đây là có lòng yêu nước Việt Nam. Và chính vì cái lòng yêu nước đó, quý vị đến đây, có thể quý vị bất đồng với chúng tôi, nhưng mà chúng ta cùng bàn thảo để tìm đến một cái ánh nhìn tốt đẹp hơn cho mẹ Việt Nam. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian tới đây để mà hội luận với luật sư Hoàng Duy Hùng và hội luận cùng tất cả mọi người chúng ta ở đây. Thì cái buổi hội luận này sẽ thực hiện dưới hình thức town hall, nghĩa là mỗi khán giả có quyền đặt một câu hỏi trực tiếp với luật sư Hoàng Duy Hùng. Ai muốn đặt câu hỏi xin ghi danh với ban tổ chức sẽ theo thứ tự. Câu hỏi đó, người đặt câu hỏi được 3 phút đặt câu hỏi. Quý vị ai muốn đặt câu hỏi xin đứng ngay chỗ micro ngay đây để đặt câu hỏi. Sau đó luật sư Hoàng Duy Hùng sẽ có 5 phút để trả lời câu hỏi. Sau khi luật sư Hùng đã trả lời xong thì khán giả có 2 phút để phản biện và luật sư Hoàng Duy Hùng có 2 phút để phản biện trở lại. Tổng cộng chúng ta khoảng 10 phút cho một người. Ban tổ chức cũng xin hãy dùng những ngôn ngữ văn hóa. Mình tránh những cái từ ngữ nó mất thiện cảm. Xin tránh đặt những câu hỏi mà đã đặt rồi. Và xin hãy giữ trật tự.
thì chúng tôi thấy là có người đầu tiên có anh Thiện Thành, hội anh em yêu nước, xin mời anh. Thưa quý vị, với nhiệm vụ của ban điều hành chúng tôi là đã mời quý vị đến đây để đối luận với ông luật sư Hoàng Duy Hùng về những tư tưởng khác biệt giữa chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa và những người có liên hệ với Cộng sản Việt Nam. Đó là mục tiêu mà chúng tôi đã can đảm đứng ra để bỏ của sức cũng như công để thiết lập một buổi hội luận thế này. Với tính cách chính danh, chúng ta không chơi trò ném đá dấu tay, chúng ta không chơi trò đứng ở trên Internet để mà chọi đá với nhau. Như vậy chứng tỏ chúng ta không có bản lãnh. Vì lý do đó, chúng tôi cũng xin với quý vị rằng trong hội trường này chúng tôi có nhân viên an ninh. Nếu quý vị nào có tính cách lớn lối, mặc dù là không đồng ý nhưng chúng ta phải dùng lời lẽ hòa nhã, thì nhân viên trật tự và an ninh sẽ mời quý vị ra ngoài. Xin cảm ơn quý vị. Và chúng tôi có cái danh sách, quý vị nào muốn được đối luận với ông Hoàng Duy Hùng xin quý vị ghi danh theo thứ tự để chúng tôi không mất thì giờ và cũng không gây mất trật tự trong buổi hội luận ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị. Và cái người muốn đối luận với ông Hoàng Duy Hùng được ghi danh đầu tiên ở đây là ông Thiện Thành. Chúng tôi xin mời ông Thiện Thành ra máy micro để đặt câu hỏi. Cũng xin nhắc là khoảng nếu mà còn 20 giây thì Chrisley sẽ đưa cái bìa màu vàng lên để biết là mình còn 20 giây ha. Và nếu mà đã hết giờ thì Chrisley sẽ đưa cái bàn màu đỏ để mình nhắc cộng đồng. Xin mời ông Thiện Thành. Xin chào ban tổ chức. Dạ, xin chào cô chú và các anh. Xin tự giới thiệu ông Thiện Thành, trước đây là cư ngụ ở tại Bacardi San Jose và làm cộng tác với đại có tên như từ năm 97. Hiện giờ Thiện Thành là người sáng lập của phong trào của những hội anh em yêu nước hải ngoại. Và kính quý vị, để nói cho rõ là Thiện Thành là một trong những 12 thành viên đầu tiên của phong trào quốc dân Việt Nam hành động do ông Hoàng Duy Hùng khởi xướng vào năm 98. Và Thiện Thành cũng là người đầu tiên ở California, ở Bacardi đi dự đại hội phong trào lần đầu tiên năm 98 vào tháng 7 năm 98. Và trong ngày hôm đó có hai người California lại có anh Nguyễn Văn Ninh, anh hiện giờ là phóng viên của báo Người Việt, và anh luật sư Sĩ Huy hiện giờ đang ở Nam Cali. Và đó là những người đầu tiên của California đi dự cái phong trào đầu tiên. Thì Thành cũng đặt câu hỏi với luật sư Quang Hùng. Trước tiên ông cho chúng tôi biết, ông có biết anh Ngô Tỷ là cái người đã từng ở tù về cái tội buôn lậu cảnh sát cách đây khoảng 8 năm, 9 năm thì đúng hơn. Thứ nhì nữa, ông có biết ông Châu, hiện tên là ông Châu, người Canada, ông đó là người là chồng buôn cảnh sát ở Nam Cali. Và cái người thứ ba, hiện giờ ông ta đang ở Sacramento, ông là anh Sáu, ông đó là một người cộng tác viên với Lady Trung Quốc, đó tức là ở tại Seattle. Anh Điền đã chết rồi, nhưng mà anh Sáu vẫn còn ở tại Bắc Cali và Sacramento. Xin ông trả lời cho biết những vấn đề. Ông Nguyễn Lê Chí Thiện Thành hỏi tôi một câu hỏi liên quan đến nội bộ của chúng tôi mà do tôi sáng lập và lãnh đạo, đó là phong trào quốc dân Việt Nam hành động. Tôi sáng lập năm 1997, họp đại hội lần đầu tiên năm 1998. Thưa tất cả quý vị, cái câu hỏi này dầu nó là riêng tư nhưng nó cũng là chung, cho nên bổn phận của tôi phải trả lời ông Lê Nguyễn Lê Chí Thiện Thành. Ông hỏi tôi có biết vấn đề ông Ngô Tỷ bị bắt vì buôn cần sa hay không? Thì thưa ông Lê Nguyễn Lê Chí Thiện Thành, sau khi ông Ngô Tỷ bị bắt, FBI điều tra tôi tới 2 năm trời, tại vì tất cả mọi chuyện là
tội quy vô trưởng, dầu những người kia làm không có liên quan gì đến tôi, nhưng mà đối với Hoa Kỳ tôi là một nhân sự có nhiều cái khả năng, họ cho rằng là có thể làm được vấn đề gì đó và theo dõi rất kỹ, cho nên họ điều tra tôi sau 2 năm bất kỳ một chuyện gì khác, hay cả ông Châu hay ông khác gì đó, tất cả những anh em đó làm việc giấu tôi, không cho tôi biết hay làm những cái chuyện gì đó, nó không có hợp với tôi. Tôi là người chủ trương làm công việc theo lời dạy của nhà cách mạng Lý Đông An, đó là dưỡng thân sinh nô tài, dưỡng trí sinh nhân tài và dưỡng tâm sinh thiên tài. Tất cả là phải có cái tâm trong sáng, mọi chuyện là phải tâm trong sáng, không được làm những cái chuyện gì mà không có được, không luật pháp không cho phép. Vì chính vì những cái điều này, sau khi mà điều tra tôi rất kỹ thì cơ quan của Hoa Kỳ ủng hộ tôi, không những là chấp thuận cho tôi còn ủng hộ và muốn hướng dẫn tôi đi một cái con đường chính xác hơn với chính sách của Hoa Kỳ. Xin trả lời vào một cách rất rõ ràng, tôi biết và những cái vấn đề của những cá nhân nào đó hay ngay chính bản thân ông làm tôi không biết mà. Nghe tôi sau này tôi cũng biết rằng là chính FBI hỏi tôi điều tra về ông rất là nhiều, tôi nói tôi không biết cái chuyện đó. Cho nên là những chuyện của các anh làm không dính đến luôn tôi, nhưng tôi là phải là người đầu, thì dầu rằng vô tình hay cố ý các anh làm phiền đến tôi vẫn nhận trách nhiệm và tôi giải quyết với chính phủ một cách minh bạch, đàng hoàng, đến nơi đến chốn. Dạ. Xin trả lời anh. Câu trả lời rồi. Rất tiếc lúc đó tôi không biết FBI được điều tra ông. Nếu tôi mà biết, tôi cung cấp ông giáo trưởng lực chắc luôn. Ok. Ông có cái chuyện gì thì ông có việc, tôi không hiểu ông. Ông có cái chuyện gì là ông nói rằng là ông biết có việc cung cấp đi. Vâng, tôi đồng ý. Tôi đồng ý cho ông cung cấp ngay bây giờ luôn. Dạ. Đúng, tôi sẽ nói ở FBI thì mở lời cuộc điều tra. Vâng, tôi đồng ý. Nhưng mà bây giờ ông có việc ông nói. Bây giờ ông nói cái ý ông muốn nói là cái gì? Ok. Như vậy, ông có nhớ ông nhận của ông Châu 60.000 tại khách sạn Ram? Thưa ông thầy, bởi vì đây là cuộc đối luận chính trị, không phải đối luận cá nhân. Ông có quyền hỏi về lập trường của ông Hoàng Duy Hùng đối với cái sinh hoạt cộng đồng như thế này, và ông Hoàng Duy Hùng đã liên hệ với Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn như thế nào trong những cái email mà người ta gửi lên. Đó là những câu hỏi mà chúng ta muốn đối luận ngày hôm nay. Cái đối luận của ông ngày hôm nay, xin lỗi ông, là không đi vào chủ đề mà chúng tôi muốn lập ra. Thì cảm ơn ông. Dạ, cháu muốn nói á, là ông được chính quyền Hùng này, ông lợi dụng đấu tranh phong trào của dân động để mà làm chuyện, làm tài kinh tài, làm mà kinh tài cho ông bằng cách là đi buôn cần sa. Ông, tôi là người đầu tiên, đáng lẽ anh Tỷ người bác hay là tôi với anh Tỷ, nhưng mà tôi không dám, tại tôi không biết. Đến khi tôi không dám, tôi nói anh Tỷ là người bác. Vì biết khi anh Lắc rồi đó, tôi gọi Hoàng Duy Hùng, nói anh Hùng, anh Tỷ Lắc, em không được nhận anh Ngô Tỷ là người của phong trào mình và em không biết gì về chuyện này. Ông cũng nhớ câu đấy. Ông thì xin lỗi, ban tổ chức có quyền cắt câu hỏi không đi vào chủ đề như chúng tôi muốn. Cái buổi hội luận ngày hôm nay và đối luận ngày hôm nay là đối luận về vấn đề chính trị của ông Hoàng Duy Hùng đã đi sai hay là đi đúng với sinh hoạt của người Việt quốc gia, và chúng ta là những người Việt Nam Cộng Hòa. Vậy thì cái chuyện mà ông Hoàng Duy Hùng đi với ông Thứ trưởng với Thanh Sơn, đó là vấn đề của buổi hôm nay, mà những người thách thức của San Jose họ muốn ông Hoàng Duy Hùng trả những lời, những câu hỏi đó, chứ không phải câu lời anh đi vào đó là lời trong cá nhân rồi. Và nội bộ trong cái sinh hoạt chính trị của đảng phái của anh. À, thì anh đặt câu hỏi, ví dụ bây giờ một cái câu hỏi là ông Hoàng Như Hùng liên lạc với Nguyễn Thanh Sơn như thế nào hay là tại sao như vậy, thì đó là vấn đề. Dạ, con hiểu. Như vậy thì tôi hỏi ông, năm 1999 trên đài radio tôi là phỏng vấn ông nói một câu, chúng ta không có lý do gì nói chuyện cộng sản, nói chuyện cộng sản giống như nói rồng gói, cái câu đó khi radio cũng như. Nhưng sau này khi ông là nghị viên, ông lại đi về Việt Nam, ông lại ở nhà Nguyễn Minh Triết và ông lại đi làm việc với Việt Nam. Câu nói ông như thế nào? Và tôi nhớ ông nói câu là chúng tôi làm chính trị, chúng tôi ghét những người nhổ ra liếng vào, nhưng mà ông bây giờ ông đã làm như vậy, em trả lời câu hỏi đó. Vâng, cảm ơn ông Thiền Thành. Ông hỏi câu hỏi đó là cũng câu hỏi rất đơn giản. Thưa quý vị, là người ta nói câu nói rằng là sông có khúc, con người có lúc. Khi tôi thành lập phong trào Quốc dân Việt Nam Hành động, tôi có 3 cái lời thề. Và lời thề đó là lời thề là quyết tâm dùng bạo lực giải thể chế độ cộng sản. Thì ông Thiện Thành hỏi tôi cái câu rằng là
cái hồi xưa đó là năm 1998-99 đó là cái lời thề cách đây 20 năm á, là quyết tâm á, là cái là tôi có là và vì quyết tâm như vậy cho nên tôi chủ trương không có đối thoại với Việt Cộng lúc đó. Cái điều đó có hay không tôi xác nhận. Lúc đó năm 1998, năm 1999 đối với tôi không thể nào ngồi nói chuyện với Cộng sản. Tôi xác nhận chuyện đó, tôi không có chối. Nhưng mà xong có khúc người có lúc là vì như vậy là năm 2001 để xâm nhập về Việt Nam đặt hai quả bom ở tại hội tượng Hồ Chí Minh tại bến Nhà Rồng và bến Ninh Kiều. Công tác tính đã đặt xong, tôi đã chính là người xâm nhập vô. Nhưng tôi suy nghĩ nếu mà nổ xong hai quả cái tượng này đó thì đi về đâu? Anh em á, bị bắt, có những người đi qua đường sẽ bị gọi là bị thương. Rồi ai cứu giúp họ, rồi ai thăm nuôi anh em. Chúng tôi không phải là một tổ chức được bác cấp bởi chính phủ Hoa Kỳ hay bất kỳ một ai, mà tất cả mọi vấn đề đều hầu như là đổ lên trên đầu tôi. Tôi nghĩ rằng tôi không có đủ sức để chịu trách nhiệm với chuyện đó. Và tôi nghĩ rằng nếu mà nổ xong mà không giải quyết được vấn đề của đất nước thì chỉ nổ là mang tiếng được, mang một cái danh gọi là anh hùng chống cộng, nhưng mà không có đi về đâu. Tức là kế hoạch nó không có, tức là nó chỉ đạt được cho cái thỏa lòng tự ái của mình trong vấn đề đất nước, là cái tự ái đó nó không giải quyết được, nó gây ra thêm trì hoãn thì không làm được gì hết. Cho nên tôi quyết định hủy bỏ kế hoạch đó. Tôi băng về lại tới băng rừng, rồi băng đường để đi đổ bờ bộ về lại tới Bangkok. Thì ai chặn tôi lại? CIA chặn tôi lại. Chặn tôi tại phía trường, tôi đã kể cái câu chuyện này rất là nhiều lần. Tôi về tôi kể cho cả ban chấp hành trung ương của phong trào anh em đều hiểu hết. Đó là họ nói rằng nếu mà anh tiếp tục đi cái con đường này thì anh sẽ bị chúng tôi bắt và truy tố anh. Không phải vì cái tội anh chống cộng, tôi biết anh chống cộng nhưng mà tôi không có phong tánh cho anh. Tôi sẽ nói anh trong vali của anh á có thuốc phiện. Chúng tôi chỉ nói vậy thôi. Anh lo anh gỡ cái tội đó là đủ bệnh anh rồi. Tôi tung ra như vậy thôi là cuộc đời của anh tiêu tùng. Tôi thấy rằng là tôi phải thay đổi sách lược. Họ nói là chứ có những vấn đề mà anh cần phải nghe chúng tôi, mà chúng tôi chủ trương đối thoại với Cộng sản, đó là chủ trương của Hoa Kỳ. Tôi muốn anh đi con đường này. Và tôi đã bị advice như vậy là tổng cộng 3 lần chứ không phải là 1 lần. Thì tôi đã về, tôi phải suy nghĩ, tôi họp bàn với anh em trong tổ chức rồi biểu quyết. Đó là lý do tại sao năm đó quý vị đã thấy trên đây Đài Phát thanh Quê hương và chúng tôi phải ngưng công tác với nhau. Ngưng công tác là vì sao? Tôi phải quyết định thay đổi sách lược. Và khi tôi quyết định thay đổi sách lược thì lúc đó tôi chưa nói được, là tại vì tôi chưa tìm ra được một cái phương hướng rõ ràng hơn. Thì sau này tôi tìm ra thì tôi mới công khai, tôi đã công khai rất là rõ ràng cái sách lược của tôi. Như vậy đó là đây là một cái nhu cầu trong cuộc đấu tranh, tôi phải thay đổi sách lược và tôi không giấu giếm với một ai hết. Và sách lược của chúng tôi là bây giờ đối lập trong xây dựng rõ ràng. Tôi đi từng bước một với người chính sách của Hoa Kỳ. Những cái chuyện gì mà quý vị thấy xảy ra, ví dụ như Tổng thống Donald Trump về Việt Nam trước rồi sau này đó, là đây là những cái chuyện mà chúng tôi sinh hoạt với Đảng Cộng Hòa, chúng tôi dự trù và chúng tôi được biết cái chuyện đó. Thì thưa với quý vị, khi tôi thay đổi sách lược, tôi là con người có lương tri, tôi không lường gạt ai hết. Tôi phải tuyên bố là tôi thay đổi sách lược. Trong đấu tranh có người có xong có khúc, người có lúc là như vậy. Quý vị có muốn đấu tranh là chỉ được chửi cộng là khác. Có những người ở đây là chỉ chửi cộng, chửi thì dễ lắm. Quý vị muốn là tôi chỉ là chửi xong á mà không còn có một cái chuyện gì khác nữa đó là thôi dễ dàng lắm. Tôi không có phải đi theo phái chửi cộng. Mà nếu mà quý vị nói rằng là chống á, thì chống thì phải hiểu mình chống cái gì, sách lược làm sao, có tiến có lui như lái xe đó. Lúc nó cua thì phải cua, lúc nó lên trên núi thì mình phải lên trên núi, lúc mà nó xuống sâu thì mình phải đi xuống sâu. Mình phải chấp nhận theo cái hoàn cảnh của cái con đường đó. Và cái con đường đó nó không phải là còn là giữa Cộng sản với Việt Nam với ta, mà cái con đường của đất nước của chúng ta trong một cái bối cảnh của cả thế giới nó thay đổi như thế nào. Ông Lý Hiển Long, ông nói trước mặt 192 tòa tổng lãnh sự tại Houston, dân tộc nào mà phân hóa bất kỳ vì quá khứ hay bất kỳ một lý do gì thì đó là mùi ngon cho những dân tộc khác sâu xé. Và chính vì như vậy tôi không muốn cho dân tộc ta sâu xé, tôi phải thay đổi sách lược. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Dạ, chắc có được bổ sung câu đặt câu hỏi.
cuối cùng đó thôi. Câu cuối cùng đó thôi. Dạ, câu có liên quan đến câu trả lời của ông chủ đội. Dạ. Sau đó ông tổng kể nước công khai nữa thì chúng tôi sẽ mời. Dạ. Xin mời quý vị kế tiếp. Dạ, xin mời Niên trưởng Vũ Ngọc Hồ. Xin chào quý vị quan khách. Kính chào ban tổ chức, kính chào luật sư Hoàng Hiếu. Tôi tên Nguyễn Mộng Hùng, là một sĩ quan cấp tá của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi lên đây thì phải nói là thưa quý vị, tôi lên đây để mà nói cái một vài chuyện là tôi đã từng coi trên truyền hình. Luật sư Hoàng Hiếu Hùng đã nói, tôi xin lỗi là vì tôi chân tôi bị yếu, do đó tôi xin cùng với đại để thế này, đứng trước mặt quan khách và chúng mình ấy, tôi cố gắng để nói lên và chúng tôi đã coi và sáng đây nhất, mới nhất đây, tức là nửa vòng trái đất, đã phỏng vấn luật sư để một ngày trước khi đến đây đối luận, có phải không ạ? Dạ. Thì trong đó có một cái câu mà tôi nghe nhức nhối kinh khủng, đó là các bát cờ vàng. Thưa luật sư, tôi là một bát cờ vàng. Năm nay tôi 85 tuổi. Tôi đã từng bị để máu xương ở lại cái đất nước trong 22 năm trong quân ngũ. Thì chúng tôi đã bị 11 năm tù cộng sản. Tôi chắc là luật sư Hoàng Hùng cũng đã ở tù cộng sản trước mà không, nhưng mà so sánh cái ở tù của luật sư và ở tù chúng tôi chắc chắn là khác quá nhiều. Có thể nói là ông là một người tù chính trị, trong khi đó tôi là người tù cũng chính trị, nhưng mà ngược lại lại là nợ máu, khát máu của cộng sản, do đó bị đầy cái khổ khổ kinh khủng, nhục kinh khủng. Nhưng rồi lại bị một cái vị và con của một người quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, có được phải không ạ? Tức là thân phụ của luật sư ấy, yeah, cũng đã từng là quân đội. Tôi không nói các bậc, tôi chỉ nói là đã phục vụ dưới cờ. Mà như vậy mà ông cụ của luật sư cũng là một bác cờ vàng, và tôi cũng là bác cờ vàng. Nhưng cá nhân tôi chưa làm cái gì mất danh dự cho cái lá cờ vàng này. Mà luật sư nói có vẻ như là nhắc nhúa cho những người mà cũng là lợi dụng cái lá cờ này. Tôi nói thật, có những người đã lợi dụng cái lá cờ này để làm, ví dụ như đi biểu tình đảng yêu mà mang cả trăm cái lá cờ này đi thì làm nhục cái lá cờ thôi. Cái đó là mỗi người có cái suy nghĩ như là chưa vừa mới nói. Cái nữa là cái mà chưa đã nói với lại phố quân gia TV là quân lực Việt Nam Cộng Hòa hèn kém. Cái đó bây giờ quay lại vẫn còn cái chữ đó, và quân chủng hải quân cũng hèn kém. Thì cách đây chừng 10 ngày thì phố quân gia TV cũng đã phỏng vấn tôi về cái vấn đề đó. Thì tôi cũng nói ngay quân đội Mỹ đã từng bắn lầm là cái chuyện thường, bắn lầm đơn vị của họ cũng là chuyện thường, và chúng tôi cũng vậy. Thì tôi đã nói rằng là cái trận hải chiến lần đầu tiên ta mới có hải chiến, do đó cái sự hèn kém của hải quân, quý vị cũng chưa phải là cái người đã là kỳ thủ, đã là người bắn súng, thì bên Trung Cộng cũng đã có những thiệt hại và chúng ta cũng có những thiệt hại, thì không thể nào nói là chúng ta hèn kém cái độ mà chưa đánh nhất trận đại khái như vậy. Thì cái chuyện là tôi chỉ nói là luật sư nói ban nãy là tôn trọng sự thật, chính bản thân tôi thích tôn trọng sự thật. Tôi nói thật, bây giờ có thể ra khỏi đây tôi có thể bị giết, bị sợ, tôi không sợ. Nếu tôi nói là sự thật, tôi chỉ xin luật sư
hãy tôn trọng sự thật và đừng chỉ nhục quân lực chúng tôi vì chúng tôi không hèn kém. Nếu luật sư đọc những cái bài báo của Mỹ hiện tại nói về nhà tù, nói về sự lục chiến thì chúng ta phải hãnh diện có những quân đội như vậy. Một lần nữa là cái vấn đề mà luật sư chỉ dùng như vậy chúng tôi thấy đau lòng lắm, và nhất là quân đội hải quân. Tôi là binh chủng nhảy dù thôi, nhưng mà tôi cũng gọi là đau lòng cho những cái chuyện mà thưa luật sư, nếu mà luật sư đã từng nói về CIA, luật sư nói về FBI thì chúng tôi đã cũng đã qua những cái trường hợp đó. Cái lỗi trắng đen trộn lại thì xám, sự thật vẫn là sự thật, thì luật sư đứng đọc những cái gì mà gọi là hồ sơ mật và tưởng ra là 100% sự thật, không đúng đâu. Tôi nói thật là không đúng đâu. Có những cái nói được, có những cái họ cho ra được, có những cái không thể nào cho được. Tôi chỉ dùng đây cũng nhân tiện đây, những người Việt Nam đây còn sống đây, như cái vụ Phạm Hoàng Thảo chết, có thể nói được mà có thể không nói được, đó là về vấn đề an ninh tình báo. Thì là tôi cũng lưu ý rằng là hồ sơ mật của Mỹ cũng vậy, chưa hẳn là 100% đúng sự thật đâu. Đó là lời vâng tôi chỉ xin là luật sư hãy nói những cái gì cho nó đúng đối với quân đội. Chúng ta quân đội ta lớn lắm, không phải là chúng tôi ban tổ chức chúng tôi xin mời luật sư Hoàng Tiêu Hùng trả lời. Kính thưa bác Nguyễn Mộng Hùng, bác nói một điều trả khác gì tôi nói, nhưng mà bác bị ngộ nhận cái chuyện đó. Một cái là bác đi từ một cái tiểu thể và bác phóng ra cái tổng thể. Cháu đang nói về thí dụ, cháu sẽ nói về cái trường hợp của Hoàng Sa trước, xong rồi cháu sẽ nói cái chuyện mà bác nói về cái cầu đàn sau. Cái tiểu thể tức là một cái chuyện nhỏ, cháu chỉ nói đến một cái chuyện đó mà thôi, cháu lên án cái chuyện đó. Cái chuyện đó phải lên án. Thí dụ trước đây năm 2000, trước năm 2000 cháu lúc nào cũng ca tụng cái hải chiến Hoàng Sa hết. Nhưng mà khi đọc cái tài liệu của ông đại tá Hà Văn Ngạc, là cái người đi ra đánh cái trận Hoàng Sa, ông tả, ông nói ta có 4 chiến hạm HQ-16, HQ-10, HQ-5, HQ-4, ai cũng đồng ý rồi. Tôi, ông nói chứ không phải tôi nói à. Ông nói tôi nhìn xuống tôi thấy bên tàu nó chỉ có 2 cái chiến hạm thôi, tàu Stonecraft 271, 274, 2 cái tàu cắt lôi tức là rà mình T-54 và 2 cái tàu đánh cá có trang bị súng ống. Nếu tính về cái sức choáng nước á, HQ-16 gấp mấy chục lần rồi, nguyên một cái tàu HQ-16 nó giống như một cái cruise vậy đó, so với cái kia nó rất là nhỏ. Cho nên ông là đại tá Hà Văn Ngạc nói là vì tôi, ông đại tá Hà Văn Ngạc nói chứ mà tôi nói, ông nói tôi quyết định diễn binh là thấy ông chỉ yếu quá. Ông diễn binh khi quý vị đã biết là bác Hùng mà là quân nhân bất biết rồi, mình đi diễn binh tức là mình mạnh hơn người ta có tốn lắm, 5 lần mình mới đi diễn binh. Thế rồi tự nhiên đùng con cái là trong vòng có 15 phút bắn lộn mình đó, tàu mình về HQ-16 là do đạn 120mm của đạn của HQ-5 bắn lụng. Người ta dự trù á, chính đại tá Hà Ngạc nói rằng là khi tàu bắn á, bắn cái bùng một cái là tàu Stonecraft 271 là chìm liền, trong đó chết cả cái xoáy thống xoáy của Trung Cộng. Nhưng mà đó, rồi ông đó không hiểu tại sao nhìn bên kia là tàu của ta chìm hết. Vậy thì đó là ngay cái người lãnh đạo đi ra chiến trường cũng không có biết được là tại sao nó mình bắn mình, phe ta bắn phe mình, mà về rồi á là không có chịu là điều nghiên lại, không à, rút ưu khuyết điểm, chịu trách nhiệm trước lịch sử, rồi quay lại rồi là đi ra nói giống như là ông đại tá Hồ Văn Kỳ Thoại nói rằng là chứ là tôi biết rằng là bên kia mạnh hơn ta, nhưng mà tôi tuyên bố là tôi bắn là chỉ để bảo vệ chủ quyền. Cái điều đó nó không trúng với những cái gì, cái sự kiện của chính mình đưa ra. Tôi lên án là lên án cái việc làm không chịu trách nhiệm trong cái việc đó.
hèn nhát lúc đó bỏ chạy. Ông nói rất là rõ ràng, ông thấy giờ ông quyết định là hai tàu HQ5 và HQ4 bỏ chạy. Bỏ chạy trước một cái chiếc tàu có 27 bốn còn lại bên kia, nó yếu kém lắm. Thì đó có phải là hèn nhát không? Khi tôi lên án cái việc hèn nhát đó, tức là bảo vệ danh dự lịch sử cho Việt Nam Cộng Hòa, phải rút ưu khuyết điểm. Chúng ta không gọi là không có bao giờ mà gọi là Việt Nam Cộng Hòa không thể nào mang tiếng là vô trách nhiệm. Nếu mà làm cái chuyện mà vô trách nhiệm đó, tôi lên án, tôi nói cái chuyện gì với chuyện trách nhiệm cho đó. Cho nên không bao giờ bác Hùng, cháu chưa bao giờ nói một cái gì nào khác về các binh chủng khác, cũng cháu cũng chưa bao giờ nói xấu cái hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Cháu chỉ nói rằng là trong trận chiến đó, cái trận chiến cháu chỉ nói cái tổng thể thì cháu không nói, cháu chỉ nói cái tiểu tiết đó. Vậy thì bác đã ngộ nhận, bác coi cái tiểu tiết đó thành một cái tổng thể thì không phải ý của cháu nói. Cháu minh định chuyện đó. Cháu minh định điều thứ hai, ngày hôm nay các bác ngồi đây, cháu ngồi đây, chúng ta có cờ Hoa Kỳ, chúng ta nơi đây có cờ vàng ba sọc đỏ. Cháu có bao giờ sử dụng cái cờ vàng ba sọc đỏ bây giờ chưa? Chưa. Đừng có nói là cái gì. Cháu chỉ nói rằng là những người mà lợi dụng cờ vàng ba sọc đỏ giống như bác nói đó, đó là những cái bát cờ vàng chống cộng cực đoan đó, đó là mới làm ô nhục cho chúng ta, mới làm ô nhục cờ vàng. Chứ không phải là cháu nói các bác. Những ai có lòng trân trọng cái lá cờ, làm cho nó đúng cái nguyên tắc theo cái gì vậy, thì chúng ta phải quý trọng, thương mến, và không những quý trọng thương mến còn nâng đỡ. Vậy thưa bác, bác cái chống chống nhau khác gì cả, chỉ có một cái là bác ngộ nhận đó thôi. Xin cảm ơn bác. Cảm ơn bác Trần Thục. Tôi thấy trong hội trường này đã có một vị sĩ quan cao cấp của Hải quân và cũng là những người trực tiếp tham dự trong những cái trận chiến của Hoàng Sa Trường Sa. Xin mời các bác. Cảm ơn anh Lễ và ban tổ chức. Thật sự tôi không có ý định tham dự cái buổi hội luận này, nhưng mà anh Hùng mời đến thì trước cái lời mà nói về, trước nhất tôi cũng xin lỗi, tôi là Vương Thế Tuấn, Hải quân thiếu tá, hạm trưởng 229, và tôi cũng xin xác nhận là tôi không tham dự trận hải chiến Hoàng Sa. Nhưng mà là một quân nhân hải quân, chúng tôi phải xem những tài liệu, học hỏi những điều của đàn anh chúng tôi đánh cái trận đó. Thì thưa quý vị, tôi không đồng ý luật sư Hoàng Xuân Hùng sĩ nhục Hải quân Việt Nam Cộng Hòa là hèn nhát, là không đánh đấm chưa gì đã chạy. Tôi xin trả lời anh. Thứ nhất, anh không ở trong quân đội, anh không hiểu được đặc tính của các chiến hạm. Hải quân Việt Nam bốn chiếc đó to lắm, bự lắm. Nhưng mà xin lỗi anh, đó là loại chiến hạm đệ nhị thế chiến. Độ giãn nước không có bằng những chiếc công sát. Đài chú ý rất cao, đó là những ưu điểm rất là bất lợi cho hải chiến. Còn cái vấn đề bốn chiếc tàu to thật, bên kia là bốn chiếc này, chứ không phải hai chiếc đâu. Hai chiếc con cát 271 và hai chiếc nữa loại lớn hơn 300 mét mà tụi quân số không đem tài liệu lên. Thì tất cả là bốn chiếc. Sở dĩ ông Ngạn đánh thật cài ra được để giảm cái độ bắn, cả nó cũng dám bắn, mình cũng không dám bắn, bắn bậy là lòng, là làm lỗi liền. Và xin lỗi em. Về vấn đề bắn nhầm, Hoa Kỳ bây giờ phối tân bằng triệu triệu Việt Nam Cộng Hòa. Trong trận Iraq, Hoa Kỳ đã bắn lộn chết 10 quân nhân Canada, có gì sao đâu. Cái chuyện đó là thường, anh đừng big deal cái chuyện đó. Còn vì hèn nhát, chúng tôi không hèn nhát, nhưng mà chúng tôi đi ra với một cái tư thế đánh nhau 700 năm trước. Trận nào đánh trận đó. Và tới bây giờ, Hải quân Việt Nam nhỏ bé đang chịu áp lực của Việt Cộng mà dám đương đầu đánh, trong khi Mỹ không dám đánh. Tôi nói anh biết đấy, Mỹ với Việt Cộng, Trung Cộng, Việt Cộng muốn đánh lắm, nhưng mà Mỹ còn nhát cơ. Thành ra Hải quân là đương đầu đánh mà Mỹ không cho nha, Mỹ không cho, nhưng mà chúng tôi dám đánh. Đấy, tôi chỉ ca ngợi cái tinh thần của chúng tôi là dám đánh với một đế quốc hung mạnh gấp 10 trăm lần nữa. Bạn Hùng có thể có những suy nghĩ của anh, nhưng mà đừng cứ sỉ nhục quân chủng Hải quân. Tôi không chấp nhận anh cái đó. Thứ nhất, anh này là con của một quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Như vậy thì hết chỗ nói rồi. Tôi xin lỗi.
Thưa ông, tôi trả lời lại một lần nữa là tôi chưa bao giờ mang cái tổng thể Việt Nam Cộng Hòa ra hay là Hải quân Việt Nam Cộng Hòa cái tổng thể. Tôi nói trong trận chiến đó, cái trận chiến đó. Nhưng mà tôi không có cần lấy cái tài liệu của CIA hay là lấy cái tài liệu của những quốc gia khác. Tôi chỉ lấy cái tài liệu của chính những người trong trận. Thì mà như ông đã nói rằng ông không có trong trận đó. Chính những người trong trận đó họ nói cho tôi là cái thế hệ sau đọc để thấy được phân tách. Ông đã nói rằng đứng ông giàn quân. Nếu mà mình không có đó, mình đó, là đi qua như ông nói rằng là hắc quy các cái hải quân của Việt Nam Cộng Hòa đó là đệ nhị thế chiến. Thưa ông, hải quân của Hoa Kỳ để lại cho chúng ta những cái tàu hải chiến đó là tối tân nhất trong cái thời điểm đó. Cái tàu Tomcat của Trung Cộng đó, nó là cái tàu nhái Tomcat của Liên Xô. Cái tàu Tomcat của Liên Xô nó yếu kém hơn tàu của Hoa Kỳ. Vì nó nhẹ, tức là nó không có trang bị nhiều cái súng nặng giống như cái tàu của ta. Cho nên nó chỉ được cái ưu điểm là lướt nhanh, chạy gọn nhẹ. Tôi không phải là quân nhân, nhưng mà những gì tài liệu nó nói nằm trên này là tài liệu của ta, tức là tài liệu của những người như ông Phó, là ông Trung tá Lê Văn Thưởng nói, ông hạm trưởng, những người hạm trưởng như là ông chỉ huy trưởng, như ông đại tá Hà Văn Ngạc, họ là người nói. Và tôi là con cháu đọc mới thấy rằng là quý vị, là tức là ông Hà Văn Ngạc đó, bỏ chạy. Ông chạy ông nói này, tôi bắn xong là không hiểu sao, giờ nó kêu gọi luôn cái tàu hắc quy 4, hắc quy 5 bỏ rút chạy lên. Trong vòng có 15 phút, một cái trận chiến chưa đánh gì mà bỏ chạy. Ông nói chạy xong quay lại thì ông nói là tại vì tôi muốn giữ hai cái chiến hạm này. Quý vị muốn giữ hai cái chiến hạm hay quý vị muốn giữ cả một cái quần đảo, một cái lịch sử vạn đại của dân tộc? Hai cái đó khác nhau. Tôi lên án là lên án cái trận chiến đó. Tôi cần có những người mình gọi là, cho nếu mà biện luận với tôi là biện luận cho cái phần đó, chứ không phải là đi biện luận bảo rằng là tôi tấn công Việt Nam Cộng Hòa, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Xin ông, bất kỳ một ai cho tôi thấy rằng tôi tấn công cái tổng thể Việt Nam Cộng Hòa đó thì tôi mới phục chứ. Bây giờ đó là trong trận chiến năm 1974 Hoàng Sa, lực lượng của ta về hải quân theo lời của các ông HQ-16, HQ-10, HQ-5, HQ-4 là rõ ràng tại chiến trường. Và nếu tính về sức mạnh về quân sự đó, bốn cái HQ này nó hơn hẳn hai chiếc tàu Tomcat và hơn luôn cả cái hai chiếc tàu Bắc Minh có trang bị súng ống. Bắc Minh nó không có đủ mạnh. Okay. Vậy thì cái lực lượng của ta về cái sức mạnh đó là chúng ta mạnh hơn, chúng ta có thể đi chậm hơn nhưng chúng ta mạnh hơn. Xuồng của chúng ta về địa phương quân của chúng ta có tại nơi, chúng ta còn có ép phi quân là ở tại Biên Hòa và Đà Nẵng. Về có những người như là ông thiếu tá gì ông sĩ quan truyền tin Hồ Hải, ông nói rằng chúng ta còn có cả một cái phái đoàn, tức là HQ-1, HQ-6, HQ-7 và HQ-11 đang trên đường tiến về. Về lực lượng của chúng ta về nói rằng là chúng ta về tương quan lực lượng, tôi chỉ nói tương quan lực lượng thôi, là chúng ta lúc đó chúng ta mạnh hơn họ. Trong đấu tranh như ông nói là trong chiến trận có thể có những cái gọi là bắn lầm, nhưng mà bắn lầm đó là cái bắn lầm chết người rất nguy hiểm, thì cần Việt Nam hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Tôi yêu cầu á, cần phải thành lập, lúc đó cần thành phải thành lập một cái ủy ban điều tra để biết rằng là cái tại sao mình bắn lầm, sai chỗ nào, chọc chỗ nào, trúng chỗ nào. Một cái chiếc tàu mà gọi là du lịch của bên Nam Hàn, nó va vào đá chỉ là gì, nó chìm mà. Một bộ trưởng cũng phải từ chức. Đây á, một cái chuyện lớn như vậy đó mà không có ai bị cách chức mà còn được tăng chức lên nữa là sao? Cái thế hệ của chúng tôi là cái thế hệ sau đó, muốn cho đất nước tiến lên thì chúng tôi phải học hỏi một cái gì hay hơn chứ. Thế thì ông chỉ nói rằng là tại vì nó bắn lặp rồi là xong, mà không được, chúng tôi không chấp nhận. Ông không đồng ý với tôi không đồng ý với ông cái chỗ đó. Tôi là con người làm việc thấy sai thì học hỏi cái sai của mình. Đó là cái quan điểm của tôi. Mà tôi nghĩ là đất nước của chúng ta muốn tiến lên là phải biết nhận cái sai của mình, điều chỉnh cái sai của mình và truyền lại những cái đúng cho con cháu. Đó là quan điểm của tôi. Ông có thể bất đồng với tôi cái gì đó, nhưng mà tôi sẵn sàng đứng vững và quyết tâm bảo vệ cái lập trường đó của tôi. Xin cảm ơn. Tôi với danh nghĩa là một nai lô của quân lực Việt Nam Cộng Hòa,
và đặc biệt chúng tôi là những người hải quân, tôi hoàn toàn phản đối luật sư Hoàng Duy Hùng về quan điểm nhận xét về Hải quân Việt Nam Cộng Hòa của chúng tôi. Một trong bốn hạm trưởng lúc đó là Trung tá Phạm Trọng Quỳnh, là cháu tôi và là hạm trưởng X-16. Và tất cả những sự thật trong trận chiến đó, Đại tá Hồ Văn Ngạc là chỉ huy trưởng của cá nhân tôi. Tôi từng phục vụ nước Việt Nam Ngạc. Có những điều trong sách không bao giờ ghi cả. Nếu ông là một luật sư, ông có thể căn cứ trên án lệ. Nhưng trong lịch sử, trong tình báo như là viên trưởng Nguyễn Hùng nói, không bao giờ có chuyện đó cả. Bản thân tôi 40 năm sau mới được chỉ ra có một việc thôi. Còn những việc khác chưa được chỉ ra. Thì cái điều mà luật sư Hoàng Duy Hùng phản biện nói về vấn đề nhục mạ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa trong cái trận chiến là bạn chê bai anh em Hải quân chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn phản đối ngày hôm nay tại cái văn phòng cộng đồng này. Về chúng tôi đã là ông Lễ nói với ông Tướng Vân cũng với tư cách là một người phản đối thì tôi cũng phải trả lời chứ, đúng không? Tôi cũng thời giờ để trả lời chứ. Tôi HQ-16, HQ-10, HQ-5, HQ-4, không ai cho cãi nữa. Chúng ta có 500 địa phương quân tại tới nơi, chúng ta có 4 chiến hạm đang tiến về để tiếp cận. Và chúng ta có 2 cái phi hành của phi đoàn của quân sự của chúng ta tại Biên Hòa và Đà Nẵng. Trong khi đó, đó Trung Cộng chỉ có 2 tàu chiến Tonkat 271, 274, 2 tàu quét lôi có trang bị 2396 và 3 bao nhiêu đó, và 2 cái chiếc tàu đánh cá có thể thôi, và 2 chiếc gọi là, nếu nó gọi là tiếp vận thì chỉ có thêm 2 chiếc tàu cá đang tiến về, chưa có vô trong trận chiến. Mà chúng ta về tương quan lực lượng chúng ta mạnh hơn, chúng ta để thất trận, chúng ta không rút ưu khuyết điểm, rồi chúng ta đi về rồi là chúng ta tân bốc lẫn nhau, thì tôi cho rằng đó là một cái sự vô trách nhiệm. Tôi nói ngay bây giờ, tôi khỏi nói đến đâu xa nữa. Vô trách nhiệm trước khi đánh, tức là không có kế hoạch hành quân. Vô trách nhiệm trong khi đánh, tự nhiên có một ông đứng đối bên kia là tôi chưa bắn, xe ta bắn không mình. Vô trách nhiệm sau khi đánh, trong khi đánh. Và tôi cũng nói liên luôn, bây giờ ông có quyền phản đối là vô trách nhiệm sau khi đánh nữa. Về xong nó không chịu mở ra một cái ủy ban rút ưu khuyết điểm. Nhưng mà rồi là một cả một cái bộ máy tuyên truyền mấy chục năm trời là anh hùng Việt Nam Cộng Hòa lúc nào cũng Hải quân Việt Nam Cộng Hòa là số một hy sinh như vậy. Điều đó nó không trúng với cái trận chiến. Tôi và thế hệ sau lúc đầu tôi tin theo tất cả những gì các bác nói. Nhưng mà sau khi đọc những cái tài liệu chính từ những người trong cuộc say mê trong chiến thắng, tôi thấy đó không trúng sự thật thì tôi lên tiếng. Đó là cái quyền của tôi lên tiếng trong cái trận chiến đó. Vậy thì ông Phạm Lễ có quyền phản đối, đó là quyền của ông. Nhưng mà tôi giữ vững lập trường. Và ngày hôm nay trước mặt bác Nguyễn Hoàng Hùng, cháu xin thưa với bác, khi phân tách xong vậy cháu sạc khẳng định liền, các quý vị có quyền phản đối, nhưng mà tôi giữ vững lập trường. Trong trận chiến đó mà tôi nhận thưa bác, chứ không phải là cả quân lực Nam Cộng Hòa. Trong trận chiến đó mà tôi, thì Hải quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã vô trách nhiệm, tức là không có kế hoạch trước khi đánh, vô trách nhiệm trong khi đánh để cho bờ phe mình bắn cho mình, và vô trách nhiệm sau khi đánh là không có thành thực với tất cả quốc dân, không để cho có một cái ủy ban điều tra đàng hoàng. Xin đó là quan điểm của tôi. Tôi hoàn toàn phản bác những cái điều mà luật sư Hùng nói về tương quan lực lượng, vì Hoàng Duy Hùng là một người không phải quân đội, không biết tương quan lực lượng, chứ không phải là tàu to tàu lớn. Tàu to ở trong cái trận này mới là một yếu điểm, anh biết không? Độ giãn nước rất thấp, độ luồng lách rất là chậm, thì cái đó là một cái yếu điểm mà Hải quân Việt Nam muốn phải 4 chiến hạm to thật. Nhưng mà so với 4 chiến hạm thì nó nhỏ hơn, nó luồn lách nhanh hơn, mà yếu tố của Hải quân là vận tốc nhanh, vận chuyển nhanh mới là thành công, chứ không phải súng to. Súng to mà anh vẫn là anh đi thì là chết. Đó là một về tương quan. Anh bảo rằng tôi có không quân yểm trợ, có là sai. Không quân không được là như vậy. Chúng tôi ra theo các vị hạm trưởng kể lại là
ra đi với là không có yểm trợ của không quân, mà hải quân đánh nhau ngoài biển mà không có yểm trợ không quân đó, đó là một điều tối kỵ. Bởi vì chúng tôi biết là Trung Cộng có hàng mấy phi đoàn tại đảo Hải Nam, nó bay ra mình rất dễ dàng, và tôi đánh trong cái tương vừa đánh nó mà phải phòng không nữa, thành ra bị phân tán ghê gớm lắm, sợ nó. Và nó còn có một tàu ngầm nữa, lúc đó hải quân Việt Nam làm gì có tàu ngầm, nó có một cái số tàu ngầm nữa. Anh đánh, anh vừa đánh với nó mà anh nhìn trên trời còn lo trên biển, và nó có thêm một chiếc chiếc loại mà Stark, là cái loại đó là rất là chạy nhanh, phi tốc tính, có hoàn tiến Stark. Thành ra tụi tôi nói về tương quan lực lượng vì anh chỉ đọc mới một nửa thôi, anh không biết được những cái chi tiết. Còn cái anh nói là trong cái trận đánh chúng tôi không có một kế hoạch, rồi sau nó không dứt điểm, thế là anh không hạ trong hải quân, anh không biết. Trước khi ra đi, đến cả tổng tư lệnh quân đội là tổng thống Thiệu đã ra lệnh cho Phó Đại đốc Hồ Văn Tuyên thoại như thế nào, và Sài Gòn đã biết, và Ngoại trưởng Vương Văn Bắc cũng lên tiếng về cái việc xâm nhập của Trung Cộng rồi. Thành ra chúng tôi cũng có kế hoạch đấy. Còn sau khi trận đánh về, tôi là người đã chứng kiến bốn cái chi đạo về, và sau đó đã bị một ủy ban điều tra để xuống điều tra lại tất cả các chi đạo, xem tại sao mình cái trận vừa rồi mình bị như vậy, bao nhiêu lỗ đạn trên cái chiếc nào, chúng tôi đều có hồ sơ hết trong cái hải sử của hải quân. Thành ra anh rất là non yếu và đánh giá rất đồng hồ về cái đàn anh, đàn ông của anh. Anh là cái người học trò, người con quá hôn. Tôi nói là tôi không chấp nhận Hoàng Thiên Hùng nói những điều đó. Xin lỗi hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Tôi cũng xin lỗi hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Hải quân Việt Nam Cộng Hòa trong trận chiến đó là phải xin lỗi toàn thể quốc dân Việt Nam Cộng Hòa, vì hải quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa lúc đó là không có kế hoạch trước khi đánh, cái không có kế hoạch trong khi đánh và không có kế hoạch sau khi đánh, đã làm những cái lỗi rất lớn. Đây là tôi khẳng định hải quân của tôi, đó là đã rất là làm không có đúng và làm mất quần đảo Trường Sa, dân vạn đại chứ không phải là chế độ vạn đại. Mất quần đảo Trường Sa là mất cái xương sống của Việt Nam ở trong tương lai. Mà nếu mà không có chịu rút quân khuyết điểm, nói như ông nói là không có trúng, là tại vì sao? Tương quan lực lượng là tôi nghiên cứu rất là rõ ràng. Ngay cả những cái chiến lược gia của Hoa Kỳ, của BBC như ông Bill Clinton, người ta đã nghiên cứu, người ta nói rằng Việt Nam Cộng Hòa tương quan lực lượng lúc đó mạnh hơn Trung Cộng, không có kế hoạch. Và bây giờ đánh thua xong rồi bịa chuyện ra, rồi để rồi nó nói rằng là ông nói không có một cái bằng chứng gì, ông nói là chứ nghe nói ông nói là nghe như thế nào, không có một cái bằng chứng gì. Chúng tôi nói có sách, mắt có chứng, và không có một cái ủy ban nào để điều tra trong năm 1974-75 và sau đó cho quốc dân đồng bào thấy rõ được cái ưu và khuyết điểm của hải quân lực Việt Nam Cộng Hòa lúc đó. Chứ còn bây giờ quý vị ngồi đây, những người như ông vừa rồi ra thì bỏ đi về, nói lấy được, nói mà không có bằng chứng, tôi đâu có cần. Tại sao tôi phải đòi hỏi một cái chuyện, một tương quan lực lượng đang lớn như vậy mà bị thua? Để làm gì, để gây chuyện với quý vị à? Con cháu tôi phải đương đáng lẽ, cho nên tôi nói là 20 mấy năm trời, tôi tôn kính các bác, nhưng mà khi tôi đọc lại thấy những cái chuyện, chính các tài liệu của các bác mâu thuẫn lẫn nhau, cho con cháu thấy rằng nó không trúng thì cần phải nghiên cứu cho thật kỹ. Vậy thì tôi vẫn giữ cái lập trường của tôi không xin lỗi, tôi còn yêu cầu hải quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa như báo cáo rồi, là phải xin lỗi quốc dân Việt Nam, vì lúc đó trận chiến quý bác đã không có nghiên cứu kỹ trước khi đánh, trong khi đánh, và không có trách nhiệm sau khi đánh. Luật sư Hoàng Diêu, nếu ông nói hải quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải xin lỗi quốc dân, cái điều đó chúng tôi không chấp nhận, được không? Đây, tôi rất chấp. Như ông thiếu tá Vũ Thế Tuấn vừa nói, trước khi hành quân đã có tất cả kế hoạch hành quân và có họp cũng như là từ ông tổng thống Thiệu, tổng tư lệnh quân đội, và ông chỉ căn cứ một chiều như vậy thì cái buổi hội luận này đó nó cũng không đi về đâu cả. Ông không nhận khuyết điểm của ông, mặc dù anh em chúng tôi là những người nhân chứng đã đưa ra những cái sự thật về cái trận chiến đó. Cái câu hỏi đầu tiên là vấn đề là người ta nói là ông luật sư Hoàng Diêu nhục mạ hải quân là yếu kém trong cái vấn đề Hoàng Sa Trường Sa, và ông đi quá xa trong vấn đề đó. Chúng tôi ban tổ chức xin tạm cắt cái câu hỏi về Hoàng Sa Trường Sa, chúng ta sẽ bàn luận sau. Và bây giờ xin mời ông cho biết quý danh.
Xin chào ông Hoàng Duy Hùng. Chắc là ông có thể quen tôi từ trước. Tôi là Long Đỗ, làm công việc ở đây. Thế này là tôi... Tôi cũng có đọc một số tài liệu, nhưng mà tôi cũng có quen biết với một số hải quân. Và người ta nói là cái thực trạng của hải quân mình, cái thực trạng của hải quân mình á, cũng như tất cả những cái thực trạng của kinh tế, của chính trị, của quân đội mình á, trong cái miền Nam Việt Nam dưới sự viện trợ bao che của nước Mỹ, nó nằm trong cái hoàn cảnh đấy á. Thì những người bạn hải quân chúng tôi cho biết thế nào là người ta nói ví dụ như là đưa một cái nhóm 20-30 người đó để mà điều hành một cái chiến hạm đi qua Mỹ, học tập cách điều khiển một cái chiến hạm, rồi thì lấy cái chiến hạm đó đi trở về Việt Nam. Thì người ta cho biết thực tế thế này nè, những cái chiến hạm đó rất cũ kỹ, người Mỹ người ta đem tân trang phá biếu lại giao cho một cái số con vào cái hạm đội đó, một cái toán trong chiến hạm đó để mà lái cái tàu đó đi về Việt Nam, mà có khi đi nửa đường là chết máy nữa, nó như vậy nữa kìa. Rồi còn có thế này nữa, những cái súng đại bác ở trên chiến hạm đó, nhiều khi bắn nó lại hơn nữa. Vâng, thưa bác, cái câu hỏi này, cái chung cái câu hỏi của ông hải quân chưa tán được thế thôi, và cá nhân tôi cũng là những sĩ quan trang hải quân này, cái câu hỏi này nó chung cái vấn đề kỹ thuật hay là vấn đề chiến tranh cho chúng tôi không nói nữa. Bây giờ xin mời là đặt câu hỏi tiếp trong vấn đề hội luận này, không phải là đi vào trong cái chi tiết của không, cái theo đó, tôi xin tiếp cho một vài cái tiếp. Vâng, thưa bác, như vậy cái câu hỏi nó chung với câu hỏi của chúng ta cũng nên tôi vừa lấy, và đó là kỹ thuật mà ban điều hành chúng tôi cũng đã làm trước rồi. Chung câu hỏi chúng tôi xin khác. Kính chào quý vị các buổi trưa, tôi tên là Mai Thanh Trần, tên thật của tôi là Trần Thị Công Tàn, công tử Mai. Chúng tôi ở trong một cái nhóm công đình, cái nhóm bảo tồn truyền thống và văn hóa. Hôm nay chúng tôi đến đây để nghe ông trả lời. Tôi biết rằng nhìn người ông cũng chắc là không có lớn tuổi bằng tôi đâu. Tôi là vợ một sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chồng tôi là bộ binh của sư đoàn 1. Tôi là một thuyền nhân, anh chỉ là cái hầu về thôi, anh là con cháu thôi, anh đọc trên những cái giấy tờ, trên những cái gì để anh biết thôi. Anh chưa bao giờ đã ra một chiến trường để anh biết sự gian khổ của các quân nhân như thế nào. Anh không thể sử dụng các quân nhân như thế. Chúng tôi nói như thế là anh hiểu, anh đã làm được gì cho cái quốc gia này, anh đã làm được cái gì mà anh dám nhục mạ các quân nhân như thế. Tôi không có bằng lòng. Chúng tôi xin đi về, không nghe anh nói nữa. Xin chào. Tức là có quyền bà đi về, bà có quyền không nghe chuyện đó của bà. Tôi không có quan tâm là bà lại đi nghe, nhưng bà hỏi tôi trả lời cho tất cả những ai họ muốn có một cái lập trường để hiểu. Giống như bác Nguyễn Hoàng Hùng nói, cháu cũng chưa bao giờ nói đến cái tổng thể, cháu chưa bao giờ sỉ nhục cá nhân của bất kỳ một người lính nào. Cháu chỉ nói trong cái trận chiến mỗi một cái đó, cháu chỉ nói cái tiểu thể, cái chỗ đó, cái vấn đề nó nằm ở chỗ là cái Hoàng Sa đó đã quân lực Việt Nam Cộng Hòa cắt tất là không thành thật đủ, không nói đủ cho đồng hương, không nói đủ cho quốc dân, thì bổn phận của con cháu khi đọc có nghi vấn chúng tôi có quyền nêu lên. Khi nào Hoàng Duy Hùng này mà đứng lên nói rằng là chứ bộ binh 23 cái quân lực cái gì đó là cạch chớn hay là gì đó thì tôi cũng có là sai. Còn tôi chưa nói cái câu nói đó, tôi chỉ nói là trong trận chiến đó. Vậy thì đó, bà cũng giống như một số người nghe đâu biết rồi cứ ngồi cái đó là ông Hùng đi sỉ nhục quân lực Việt Nam không à. Tôi đâu có nói chuyện tổng thể, tôi chỉ nói cái tiểu thể đó. Thì tôi không đồng ý với bà, tuy nhiên bà có quyền và bà phát biểu rồi bà đi về thì bà cũng cứ tôi có quyền đi về không sao. Cảm ơn bà cái chuyện đó. Vâng, mời liên trưởng hồi trước. Thưa luật sư Hồ Tân Loan, cách tổng thể của tôi nói vì luật sư đã nói ở trên cái cuộc phỏng vấn của Bộ Công an TV, đầu tiên là luật sư nói quân lực Việt Nam Cộng Hòa hèn kém, nó khác với lại quân chủng hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa là nó khác, cái câu đó nó khác, đó là
tôi nói tổng thể là nói là quyền luật sư nói quân lực Việt Nam Cộng Hòa hèn kém, cái đó người luật sư quay lại đi thì sẽ thấy được lời tôi nói, và nếu không đúng thì tôi đưa phone của tôi, email của tôi cho luật sư chửi tôi sẵn sàng nghe. Còn vừa rồi luật sư nói Hoàng Sa có 500 địa phương quân phải không ạ? Có phải không ạ? Quý vị có nghe đúng không? Sao? 50 đó là cái tôi xin để gọi là đánh chính thêm với lại luật sư nói về tổng thể của chương trình. Thưa bác là trả lời lại cái câu hỏi bác nói rằng là trên 500 địa phương quân cháu có đủ tài liệu, ngay cả ông gì đó chúng ta Hồng gì đó cũng nói trong cái lúc mà ông đi ra là chỗ ta ở tại chỗ đó có 500 địa phương quân vân vân. Thì bây giờ cái con số bây giờ bác nói rằng là bác có 50 thì xin lúc nào bác có thể gửi dùm cho cháu là bác lấy cái con số 50 đó địa phương quân đó là ở đâu. Nhưng mà cháu theo nơi cháu đọc tài liệu, ngay tính cả ông Hà Văn Ngạc cũng nói rằng là có 500 địa phương quân. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó, khi mà cháu nói trên phố Mô Sa, cháu nói nếu mà cháu có nói đó thì ý tất cả đều tập trung vô cái gọi là cái trận hải chiến Hoàng Sa. Thì cái lúc mà nói có thể nó yếu lưỡi cơ hải quân hay là quân Việt Nam Cộng Hòa, nó nói chung là thì nó là như vậy thôi. Nhưng mà ý của cháu nó chỉ là cái tập trung vô một cái trận chiến đó mà thôi. Cháu đó là cái quan điểm của cháu. Vậy thì cháu đã nói đó là cái chuyện này nó rõ ràng. Vâng, cảm ơn. Thưa luật sư Hồng Dung, đó là cái đề phô của luật sư Hồng Dung. Và tôi yêu cầu đề phô như thật. Tôi xin lỗi ông, cái nào cái này ông vừa làm ở trong ban tổ chức, ông vừa chạy xuống kẹt lên vỡ thôi á. Bây giờ ông làm không đúng. Thì bây giờ xin đọc kỹ sư Nguyễn Tất Thọ cho cái vấn đề. Bây giờ tôi thấy tôi cũng để nghe, hôm nay chúng tôi xin đưa tôi là người đã ngọt, có lẽ tôi cũng xin ngọt vào thành Bắc Cali này thì rất là nhiều người biết đến chúng tôi, cho nên chúng tôi chỉ giới thiệu cái tóm tắt tôi là người đã ngọt. Và trong cái buổi hội đồng hôm nay, buổi đối đồng hôm nay trước hôm đó thì tôi thấy có nhiều vấn đề chúng ta đã đi kia về vấn đề Hoàng Sa nó hơi bất thiện nhiều. Tôi có một cái đề nghị để dung hòa, để dung hòa trong vấn đề này. Thứ nhất, giống như vừa rồi luật sư Hoàng Dung vừa nói câu cuối cùng đó, là đôi khi cũng phát biểu, cũng có những cái lưu liệu hay là sao đó có thể nó bị ảnh hưởng đến, và ông của chúng ta mình cũng một ông phân tích rất là khá chi tiết. Chúng tôi thấy ở về mặt tâm lý đó, tôi hoàn toàn đồng ý với cụ chúng ta Mùng Hùng cũng như cùng thiếu tá Vương Thế Tuấn bên Hải Quân. Về mặt tâm lý đó có nghĩa là họ đã nhận ra được cái điều dĩ nhiên trong cuộc chiến không phải sĩ quan nào cũng giỏi hết, sĩ quan nào cũng tài ba hết, không phải sĩ quan nào anh hùng hết, có những sĩ quan rất hèn nhát. Chúng ta không thể không nhận điều đó. Trong trại tù chúng tôi cũng là những người tù như chúng tôi, và có những người rất hèn nhát. Và người đó đang sống ở đây. Chúng tôi thương quý vị. Chính vì như vậy, chúng tôi rất thông cảm cái tinh thần tự ái của những người lính như bác Hồng, như ông Phê Vương, với cái cả người vợ lính như chị Mai Cẩn. Thì cái điều đó, cho nên chúng tôi có một cái dung hòa rằng luật sư Hoàng Dung nên nghiên cứu lại cái nào cần phải nói như thế nào để thỏa mãn được cái sự hiểu biết, cái sự tìm tòi của một lớp hậu nhuệ như luật sư, nhưng cũng phải thỏa mãn được cái tâm tình, cái tình cảm của những người lính đã chiến đấu anh dũng từ trước đây. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa được mô tả là một quân lực hàng một trong những hàng đầu của cái thế giới, nhất là tại Đông Nam Á là hạng nhất. Do đó trong cách trình bày, trong cách hướng dẫn, trong cách nói năng thì có lẽ chúng tôi đề nghị thôi, luật sư cũng nên cân nhắc để phát biểu như thế nào cho nó chính xác. Và nhất là trong cái việc hải quân của cái trận chiến đó, một số ai có trách nhiệm thì nói người đó thôi,
chúng thể nói nguyên cả một cái tập thể và một cái binh chủng như vậy được. Đó là đề nghị của tôi để dung hòa tất cả mọi người. Chúng tôi nói rằng đã đi vào rơi vào cái tâm lý, một số tâm lý đó nó bị ảnh hưởng. Bây giờ chúng tôi đó là về vấn đề chúng tôi biết là bên ban tổ chức cho cái khuyến cáo của người đó. Thì bây giờ chúng tôi xin đặt một câu hỏi khác với luật sư Hùng để chúng ta đi qua chuyện này đi. Câu hỏi chúng tôi muốn đặt ra là hôm nay luật sư có mặt tại miền Bắc California với một tinh thần mạnh mẽ đến đây cương đầu đối diện với những người, những nhân vật có lên tiếng thách thức vân 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 vân. Nhưng mà những người nhân vật đó hiện nay không có mặt ở đây. Một số người rất ít như thế nào, còn những người nào lên tiếng không có mặt thì thưa luật sư, luật sư sẽ có cái nhìn như thế nào và vì sao, lý do nào mà luật sư dám đến đây? Vâng, thưa các luật sư, xin cảm ơn ông kỹ sư Nguyễn Văn Thọ. Góp ý của ông có câu hỏi mà nó chia hai phần. Cái phần thứ nhất là cái phần tâm tình mà để góp ý cho tôi là nên có một cái sự nghiên cứu kỹ để cho đạt được lòng người hơn đó. Thì tôi xin cảm ơn ông Nguyễn Tấn Thọ cái góp ý xây dựng đó. Nhưng mà tôi cũng nói rằng là tôi có cái lập trường của tôi chưa bao giờ tấn công cái tập thể. Tôi chỉ nói rằng trong cái trận chiến đó mà tôi, nhưng mà khi tôi chỉ nói cái trận chiến đó thì lập tức tôi bị một mình tôi. Vậy tức nếu tôi tính ra là mấy ngàn người, bao nhiêu email, bao nhiêu tấn công tôi, đó cái đối diện không có. Thì bây giờ quý vị mà không làm như vậy đó thì quý vị ứng xử ngay cách ứng xử đó là hèn nhát, hèn nhát của hậu duệ. Thí dụ như cái gì Mai Thanh vừa rồi đó, đi bỏ về đó đón lời tức hèn nhát của tôi. Tại sao lại vô được sao, đúng không? Cái đó là tôi nói thẳng luôn như vậy đó. Thế thì bây giờ quý vị cứ nói là quý vị ảnh dụng, tại sao lại cứ đứng tặng chỉ trích thì chỉ trích ABC đảng lên nhà mà con người ta có quyền phản biện, có gì đâu mà phải sợ. Con cảm ơn bác Hùng, bác Hùng ngồi nhờ bác rất là đối với con, bác là một bạn. Con kính chào bác, nhưng con là bác hiểu rồi. Thì tôi xin cảm ơn kỹ sư Nguyễn Tấn Thọ, điều kỹ sư Nguyễn Tấn Thọ bác ý, cảm ơn. Tôi ghi nhận để tôi có cái điều chỉnh như thế nào cho nó tốt đẹp hơn, không những cho tôi, cho tập thể và cho cả đất nước của chúng ta. Tôi xin cảm ơn kỹ sư. Cái câu đi vấn đề thứ hai, những người mà thách thức tôi một cách hùng hổ ghê gớm lắm, như là tôi nói tên luôn bây giờ, đầu tiên là ông Võ Tư Đảng, người thứ hai ông Nguyễn Tuấn Nhẫn, Kim Ái, người thứ ba là ông Kim Ái, người thứ tư là ông Đặng Đình Quý, ông Đặng Như Quý tức là Võ Thị Sĩ, người thứ năm là ông Võ Văn Sĩ, người thứ sáu là ông Trần Trung Chính, vân vân. Tất cả những người đó mà thách thức tôi, tố cáo tôi đủ trò đủ chuyện, rồi ngay cả ngày hôm nay ông Nguyễn Tuấn Nhẫn còn vẫn còn là sẽ tối hôm qua tôi còn forward lên một số cái email chửi bới tôi là hoàng duy cực hèn, rồi thằng Việt Giang Việt Ác gì luôn đó. Thì thưa với quý vị đó là họ cứ đối với tôi, tôi không biết ai, tôi không nói bác đó, đối với tôi chính những con người đó là chống cộng cực đoan, làm nhục cờ vàng ba sọc đỏ. Đối với tôi, những loại người đó là những cái loại người làm nhục cờ vàng ba sọc đỏ, làm nguy hại đến cho đất nước. Đối với tôi chứ không phải không biết đối với ai, đối với tôi thì là tránh cái tình trạng này. Đối với tôi những người đó là con chó sủa trăng, tại vì tôi đã nói được điều Mỹ nó nói rõ rõ đó là khi mà đó chửi người ta, nhục mạ người ta, tố cáo người ta, người ta có quyền ra thì mình phải trả lời, mình có quyền công khai thì mình mới là con người. Còn không đó, hành động đó đối với người Mỹ, thưa quý vị, tôi phải nói lặp lại cho những người Mỹ, hành động đó người Mỹ gọi là the wolves, tức là những con chó sói hô chúa anh tùng. Thì đó là những cái hành động của những người đó. Thì bây giờ nếu họ hành động như vậy thì từ nay về sau đối với tôi họ làm cái chuyện gì họ không dám tới ngày hôm nay rồi, thì ngày hôm sau họ từ ngày hôm nay về sau họ cứ nói gì về tôi đó thì tôi cũng đã nói xin lỗi, bắt cũng liền, con xin lỗi liền. Đối với tôi hành động từ nay về sau của họ mà tấn công tôi thì tôi cho đó là hành động chó sủa trăng.
cái đó tôi giờ ấy mà đó mà cái đây là cái năm tháng như vậy họ nói rất là rõ ràng, đó là hành động chó xuống trắng, thì tôi nói đó là hành động chó xuống trắng. Đem ý kiến. Vâng, xin mời ông đại truyền hình nét kìa. Trước hết thì quan tướng xin kính chào quý anh chị, quan tướng và phóng viên của đài Nét Việt. Đây là lần đầu tiên mà quan đến tham dự một cái hội thoại đối thoại quan đến chính trị, đây là lần đầu tiên. Sau đây thì tôi xin đặt ba câu hỏi cho ba vị luôn, tại vì chúng tôi làm phóng viên chúng tôi phải biết cặn kẽ như thế nào thế nào. Trước hết thì tôi xin hỏi ông Phạm Đại, ông có vai trò gì trong buổi hội thoại này? Tôi là trưởng ban điều hành. Ok, và tôi trả lời anh, nếu mà anh trưởng ban điều hành thì anh không thể nào lên phát biểu và đối nghịch lại một cái người đó thôi. Tôi xin nhắc cản trở anh cái điều này. Phần thứ hai, anh xin lỗi anh là trong ban tổ chức. Vừa qua chúng tôi theo dõi thì anh làm việc rất là tốt, điều hành công việc rất là tốt. Còn xin hỏi ông luật sư Hoàng Duy Hùng, nội dung buổi hội thoại hôm nay nội dung chính là gì? Xin mời. Thưa anh, tất cả những ai mà như tôi đã vừa nói trên trước đó yêu cầu là có một cái họ thách thức tôi chứ không phải là tôi nói đó. Không, tôi hỏi anh á. Không, chính anh vô thẳng luôn, vô thẳng luôn. Dạ vâng. Điều thứ nhất là tôi đáp ứng lại với những cái lời của những ai thách thức tôi. Điều thứ hai, tôi chịu trách nhiệm các công việc của tôi và các lời nói của tôi chấp nhận trả lời bất kỳ một câu hỏi nào mà liên quan đến tôi đã nói rồi tôi trả lời. Và điều thứ ba, đây mới là cái quan tâm nhất của tôi, đó là chúng ta nếu mà tìm ra ngồi lại với nhau đó thì chúng ta nên mở mặt và đóng mặt. Tôi chủ trương đứng về phía dân tộc, tìm một cái cách nào đó, một cái hướng đi lúc nào cũng xây dựng cho dân tộc được hòa hợp, được thống nhất, được xây dựng tốt đẹp hơn với một cái thể chế dân chủ thịnh vượng Thái Bình. Ok, cảm ơn. Đó là cái ý niệm của tôi. Cảm ơn. Cảm ơn. À, kính thưa quý vị, vừa qua là chúng ta ăn uống 5-6 câu hỏi mà quan tướng thấy là chưa câu hỏi rồi vô cái nội dung thứ ba. Chúng tôi là hôm nay là chúng tôi một lên là chúng tôi muốn vô cái nội dung thứ ba mà không có vị nào hỏi cái nội dung thứ ba cả. Cái gì đâu. Còn vậy hôm nay là tôi xin cảm ơn Phạm Đệ Thịt và luật sư Hoàng Thượng. Mong rằng quý vị hãy đặt câu hỏi với chúng tôi vào cái mục đích chính, mục đích thứ ba. Cảm ơn rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị trong hội trường, việc đầu tiên tôi cũng cảm ơn anh Quang Tuấn là xin lỗi anh về vấn đề anh nhắc nhở và cảm ơn anh về những điều đó. Điều thứ hai là cái hội luận này chúng tôi có xin nói để cho quý vị đài truyền thanh truyền hình rõ hơn là sau khi có những người ở San Jose như trường hợp 6 nhân vật mà luật trường Dương đã nhắc thách thức của người Dương và không có ai tổ chức đưa giá đứng ra tổ chức cả. CN Magazine là một cơ quan độc lập và vinh danh Việt Nam Cộng Hòa, chủ trương dứt khoát không chấp nhận cộng sản trên đất nước Việt Nam, đã đứng ra bỏ tài chính, bỏ công sức để tổ chức buổi hội luận với ông Hoàng Duy Hùng. Đó là xin nhắc lại để anh Quang Tuấn phục hồi nét biệt rõ như vậy. Và xin quý vị tiếp tục đặt câu hỏi, đi vào câu hỏi thứ ba mà ông phóng viên Quang Tuấn vừa nói. Xin mời anh Thiện Thành. Dạ, xin chào quý vị. Chúng ta xin hỏi câu hỏi ông luật sư Hoàng Nhung. Như 1999, hình như là 1999 đúng hơn. Trong cuộc họp ở nhà Đức, về nhà Đức đang ngồi đây, ông nói là ông sẽ cho một nhóm anh em ở trong nước để mà đặt chất nổ ở tại Cần Thơ, ở chỗ Bến Ninh Kiều của Thượng Hồ Chí Minh. Ông đã huy động tiền bạc anh em mỗi một chút và đồng bào ở đây. Nhưng cuối cùng ông lại đưa ông Paul, đức anh rể của ông, đi về Việt Nam, chỉ treo cái lá cờ vàng ba nhỏ cho ông bóng nước thả lên ở bị bắt. Xong ông tổ chức tiệc thực để ông kêu gào mọi người để giúp
người thành niên, người đó là ai, là anh rể của ông. Ông ta bị không mất tiền mà ông biết ông ta rất cần tiền, ông chuối người ta về Việt Nam không về đi nước, tôi đã nói chuyện qua rồi. Và ông kể ông bị chuối, ông không có tiền mà không có nhận tiền của ông và đi về Việt Nam để làm chuyện đó. Tại sao như thế nào ông có phải ăn lời có chết, ông nói làm gì là kích nổ đặt bơm ở Cần Thơ không gì xảy ra, nói là nói như vậy để anh em ủng hộ, đây nhà trước đây ủng hộ. Nhưng mà cuối cùng á là ông đưa bong bóng đi thả cái lá cờ lên Việt Nam, chứ đó là không phải ông chết nổ. Thứ nhất là ông đưa ra tất cả những cái dữ kiện gì đó. Khi một công tác ở Việt Nam như vậy, nó là một công tác tối mật, một công tác nguy hiểm rất tối mật. Không bao giờ mà tôi đưa ra tôi phàn ở dưới một cái cơ sở địa phương. Cái công tác này là thuộc về trung ương, cho nên ông đưa ra đó là điều đó nó không có đúng. Điều thứ nhất, cái công tác đó chỉ có một cái nhóm người rất đặc biệt ở trong nước, và tôi và những người đó chỉ có chuyện. Điều thứ hai, về cái vấn đề của ông Phó Thanh, ông cũng không biết, ông có nói bừa, ok? Tôi chỉ nói vậy thôi, ông Thiện Thành, ông bây giờ là ông đi ra khỏi tổ chức, ông muốn quay lại, ông cắn, đó là chuyện của ông, tôi không quan tâm. Nhưng mà ông đưa ra một cái bằng chứng, nó cật lất, nó không có. Okay, bây giờ đó, xin ông đó là, đứng lần sau ông là có chị Liên, chị trả lời Liên, cái ngay câu vừa rồi ông mới nói là cái nhân chứng ông đưa ra nó cật lất. Trong phong trào không bắt buộc ai bất kỳ một cái chuyện gì, ngay cả ông kêu tham gia chúng tôi cũng đâu có bắt ông làm được. Ông nhận lời, ông tự nguyện, ông tin, ông xin ý kiến chúng tôi, đâu có bắt ông. Ở bên này đó đâu có ai có khả năng về tiền bạc và sai khiến không. Ông Bo ta đã đi công tác, đó là cái tình nguyện của ông. Cho nên những cái dự kiện ông đưa ra ngày hôm nay đó, nếu ông đưa ra một cái dự kiện đàng hoàng thì tôi sẽ nói chuyện với ông đàng hoàng. Còn nếu ông cứ bịa chuyện đó thì tôi sẽ nói rõ nơi đây ông là cái người phá hoại và bịa chuyện liền. Nhà, tất cả những cái điều gì tôi cũng vừa mới nói chuyện với ông Ngô Tỷ ngày hôm qua cho rất lâu đó, ngày cách đây mấy ngày trước khi tôi lên đây, là ông Ngô Tỷ ông nói tôi cái chuyện đó, anh muốn tôi đâu không Ngô Tỷ lên, nên anh không biết mà anh cứ nhớ rằng là chết ở đây là toàn là những người có kinh nghiệm trong đấu tranh, những cái chuyện đặt bom chất nổ là gì nó về trong nước, đó là những cái chuyện tư mật của một tổ chức, cái điều đó tôi không bao giờ tôi bàn ở tại cơ sở địa phương hết. Mà ông đừng có nói là tôi kêu vô trong ngồi trong một cái gia đình này nọ để kêu gọi cái này cái nọ. Cái đó tuyệt đối tôi không bao giờ làm. Chứ quá. Okay. Ông nói là ông không có kêu ai, ông kêu tôi thằng quen đi xuống Nam đi học bắn xuống đi để xử tội, đi giết áp sát ở Trần Trường. Có gì không có không? Ông có kêu không? Thằng quen còn ở đây. Thằng quen còn thằng ở San Jose. Okay. Tôi và thằng quen xuống Nam đi kêu tôi đi học bắn súng, tập bắn súng để mà áp sát. Bây giờ đây không một buổi mời kêu ông tôn trọng người ta, ông có 2 phút ông ngồi xuống xong rồi ông nghe người ta trả lời. Sau khi bị bếp ông Hoàng Duy Hùng có 2 phút phản biện và câu hỏi là cắt ngang từ nãy giờ, xin lưu ý ông Vũ Thế Thành, ông đi vào nội bộ của ông, nhưng tôi đây không phải là vấn đề quốc tổng mà vấn đề ở đây rất nhiều người muốn nghe. Bởi vì họ thách thức ông luật sư Hoàng Thiêu về đây về vấn đề lập trường của ông không chính xác, và ngày hôm nay ông cũng xác nhận lại điều đó chúng ta để chúng ta thách thức nhau. Đây không phải nói chuyện là nội bộ cả, tổ chức của ông. Đây chúng tôi không muốn nghe nữa. Còn các bạn Hồng Lễ, đây không phải là nơi để tôi nói chuyện nội bộ. Dạ, chúng tôi xin phải nói. Nhưng mà tại vì ông đưa ra thì tôi cũng xin trả lời người. Cái việc mà đó là ông thơ, là năm 99 là tôi đã nói lại là cái thời điểm. Không cần nói cái đó nữa. Cảm ơn. Tôi là người là Nguyễn Lê Thiện Thành đều mới nhắc đến. Thì đó thế này là bây giờ nếu mà cái gì mà chính xác về tổ chức rồi đó thì chúng ta không nên lặp lại. Thưa không, nhưng đây không phải là những vấn đề tổ
Thưa đây là vấn đề tiếng Mỹ phải là sao? Anh vu cáo trước pháp luật. Chúng tôi xin hôm nay đi. Xin cái tỏ đi. Ngày hôm nay chúng tôi đến đây theo lời mời. Chúng tôi đến để tham dự một cái buổi tranh luận. Tôi tiếc là anh Nguyễn Lê Thiên Thành bỗng dưng mà gọi tên chúng tôi ra và xác nhận rằng anh có liên lạc chúng tôi vào cái ngày đó và nói về cái chuyện như thế. Tôi xin anh Nguyễn Lê Thiện Thành cho tôi biết chữ kiện đó có được anh. Không thích mình, không thích mình.
bố tôi á là USA từ năm 1951. Gia đình chúng tôi là 32 năm ở tuổi. Với cái tiền chuẩn của ông á, tôi rất đồng ý. Những tài liệu ở trong này tôi đều có cả. Từ năm 1931, ba tôi có quyền xuất hát, ai cũng đi cả. Đã từng là đi cho Mỹ. Đến năm 1954, với phòng quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà sau 75, cha tôi ở đến 17 năm tuổi. Bản thân tôi cũng giống như Võ Hiển, anh Lý Tống, Lê Xuân Hùng, Võ Hiển đều nằm chung với tôi ở đây. Những cái việc lịch sử vừa qua đó, theo tôi thì nói như luật sư rất là đúng. Người cuối cùng tôi gặp là ông Nguyễn Tất Thành. Tôi hỏi về vấn đề Việt Nam giải quyết như thế nào giữa chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam. Ông Nguyễn Tất Thành chỉ đưa tôi tới business card và không giúp đỡ một cái gì cả. Những cái tài liệu ở trong này tôi đều có hết. Từ khi cha tôi đã bắt đầu phục vụ cho chế độ Việt Nam, làm cho quân đội Mỹ, Hoàng Sa Trường Sa ông bố tôi đi hết. Tại vì ông bố tôi á là trung tâm không được bộ quân đội một, final cuối cùng á lãnh biệt đoàn trưởng biệt đoàn tiền phương. Những cái gì tôi nói quý vị ở đây, kể cả quân đội hay không quân đội, nói tôi có được là tôi đã từng ở tù cộng sản 3 lần, 83 đến 89 tôi mới về. Thì quý vị thử biết những con những tài liệu ở trong này, vấn đề nhà cửa đất đai người ta tịch thu như thế nào. Tôi có hôm nay nếu quý vị nào có những tờ giấy như thế này thì tôi mới nói chuyện. Nhưng những tài liệu trong tay tôi ấy, tôi được gửi lên của mình cho ông. Vâng, xin anh đi vào cái câu hỏi với ông Hoàng Duy Hùng là cái gì? Là tôi theo ông. Và quý vị nào mà muốn phát biểu chống ý tôi và ý ông thì cứ tiếp tục lên đây. Vâng, rồi, xin cảm ơn Phương đã hiểu trợ cho tư tưởng của tôi. Nhưng tôi xuống xin khai triển về hồi xưa đó là lúc mà câu chuyện ngắn gọn thôi là ông tư vợ ý ông chạy cháu là Tư Mở Kim á, con thấy không là có con ve ve, đằng sau con ve ve là có con bọ ngựa rồi bắt con ve ve, đằng sau con bọ ngựa đó là có con chim sẻ sẻ, họ bắt con bọ ngựa, rồi đằng sau con chim bọ ngựa đó, xin lỗi, con chim sẻ sẻ lại là có con người, tức là cháu là Tư Mở Kim mới đứng đó. Thì đất nước của chúng ta đã có những quý vị đây cứ nghĩ rằng là cho mình tìm bằng mọi cách mình quý vị nghĩ là quý vị lật đổ chế độ cộng sản như là một cái bọn người đang còn bắt con ve ve. Nhưng mà đằng sau quý vị á, là ông Trung Cộng ông tìm ra cơ hội khi mà đất nước ta xáo trộn á, là ông nhào vô ông biến đất nước chúng ta nồi ra xáo thịt, ông gây cho văn hóa đất nước của chúng ta gần giống như một Syria nữa, hay là một cảnh là Venezuela. Cho nên đôi lúc chúng ta là những người Việt yêu người Việt, người Việt lo cho người Việt, chúng ta phải nhìn thấy một cái bối cảnh khác. Chúng ta phải biết là chúng ta đang bị rất là nhiều thế lực xấu xé. Thì chúng ta thương mình, chúng ta phải tìm bằng mọi cách là làm sao cho người Việt đoàn kết quốc gia với một pháp luật chuẩn mực thật sự. Không có cái chuyện để cho người ta tìm cách gọi là chia sẻ, chia xấu xé chúng ta. Xin quý vị hãy nhớ là đoàn kết quốc gia với một pháp luật chuẩn mực để chúng ta xây dựng đất nước của chúng ta thật sự dân chủ, thái bình, thịnh vượng. Chứ không có phải là ngày hôm nay là cứ mang cái hận thù quá khứ sâu xé lẫn nhau thì đất nước của chúng ta sẽ là món mồi ngon cho Trung Cộng sâu xé. Xin cảm ơn quý vị. Ban tổ chức chúng tôi khi quý vị nào còn câu hỏi thì tiếp tục đặt câu hỏi với lại ông Hoàng Duy Hùng. Let's see if you have any question. Mời ông Đức. Thưa tất cả quý vị, thưa chủ tọa đoàn, thưa luật sư Hoàng Duy Hùng, thì theo cái chiều hướng mà anh đề nghị đó thì tôi thấy rằng
Hoàng Duy Hùng có thể cho đồng bào hải ngoại nói chung và Bắc Cali nói riêng một con đường đấu tranh như thế nào cho thích hợp trong giai đoạn hiện tại để cho Việt Nam chúng ta có sớm có tự do dân chủ và nhân quyền. Xin cảm ơn. Thưa Đức, cái câu hỏi đó rất hay. Đó là làm thế nào cho đất nước của chúng ta sớm có tự do dân chủ mà không phải mang nặng cái quá khứ hơn. Chúng ta ở đây, tôi nghĩ rằng ngày hôm nay chúng ta ai cũng biết rằng là chúng ta không có đủ lực lượng để lật đổ Cộng sản. Nếu chúng ta có muốn đi nữa thì chúng ta cũng lật đổ rồi. Chúng ta may ra cái vốn của chúng ta còn, chúng may ra chỉ còn có một đồng thôi. Và chúng ta đòi đi ra mua một chiếc xe Mercedes hay là một chiếc xe rồi là Rolls Royce mấy trăm ngàn. Rồi mà công an việc làm của chúng ta chưa vững thì chắc chắn là tạm bán cho mình. Mình không có đủ lực lượng để lật đổ. Mà Mỹ cũng không muốn cho lật đổ. Vì Mỹ cũng đang dùng Việt Nam là một cái tiền phương ngăn chặn sự bành trướng của Trung Cộng. Vậy chúng ta phải nương theo một số vấn đề. Và chúng ta phải nhớ rằng là chúng ta đang ở trong nước giàu. Quý vị có thể nói rằng là họ là Cộng sản, nhưng họ cũng là người Việt. Và họ cũng có những cái mối một số gì đó. Bây giờ thưa quý vị này, đây là ảnh nhìn của tôi. Có thể tôi sai, nhưng mà đây là ảnh nhìn của tôi. Tôi công khai chuyện này, tôi công khai một lần. Tôi cho rằng ở trong Việt Nam bây giờ, cái chế độ đó không còn là chế độ Cộng sản. Tôi dứt khoát tôi nói trước vậy. Chế độ Việt Nam hiện nay, trong Việt Nam đó, cái vỏ là cái vỏ Cộng sản. Cái ruột là cái ruột chủ nghĩa dân tộc. Họ theo cái thể chế độc đảng, nhưng mà đang tự đặt tiêu chuẩn để ráng làm sao tam quyền phân lập. Và nếu mà chúng ta đã đi theo là cùng với người, chúng ta nói được cái lòng người Việt, tôi tin rằng là chúng ta sẽ có một cái phương thức mà người Hoa Kỳ cũng muốn, chính người Hoa Kỳ cũng muốn, tôi biết thế này, là chúng ta hòa hợp dân tộc. Tôi không nói chữ hòa hợp và giải nhé, thưa quý vị, tôi nói chữ hòa hợp dân tộc khác nhau. Hòa hợp tức là một cái gọi là một cái liaison mới, một cái nối kết mới, một cái gì đó mới mà nó trong một cái pháp luật chuẩn mực. Nó là được cái chuẩn mực cả quốc tế công nhận, cả dân Việt công nhận, cả dân Mỹ công nhận, nó làm sao cho nó được phối hợp nhẹ nhàng. Thì chúng ta, tôi mới nói dùng cái danh từ là cách mạng trắng là như vậy, tức là không cần phải thay đổi lập cái chế độ mà chính mình ở mọi người, mọi giới cùng góp tay nhau thì tự nhiên, thưa quý vị, một lúc nào đó sẽ có thay đổi. Mà tôi có một cái linh tính rất lớn đó. Đây là linh tính của tôi thôi. Tôi biết có hàng biết bao nhiêu mấy chục ngàn người trong nước đang theo dõi cái live. Tôi có linh tính nước Việt Nam sẽ thay đổi tên không còn là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Quý vị thấy rằng là chúng ta gọi là Việt Nam Cộng hòa. Nếu những người như bác Nguyễn Anh Hùng vừa đây đó mà mở lòng ra hơn nữa đó, chính cái lời sự mở lòng của bác, cảm ơn bác ngồi đây đó, thì tôi tin rằng đó Việt Nam sẽ đổi tên là nước Cộng hòa Việt Nam. Quý vị nghĩ rằng là Cộng sản họ không dám đổi thay đâu, thưa với quý vị, họ đổi còn lẹ hơn quý vị tưởng tượng. Tôi được có nhiều cái chi tiết được thông tin là rất là nhanh, tôi không thể tưởng tượng nổi. Vì họ cũng nhìn thấy ra rằng là nếu không thay đổi kịp thì họ cũng sợ bị cái ông Trung Cộng kiếp chuyện. Cho nên thưa với quý vị, tôi nghĩ rằng vài năm nữa thôi là một cái bối cảnh mới cho đất nước của chúng ta. Vậy thì tôi cũng biết rằng là có những cái tiêu cực ở trong nước, chúng ta cũng cần phải giống như nhà đó, họ mình lên tiếng làm sao đừng có vẻ mặt họ quá. Rồi chúng ta cũng có những cái vấn đề mà hồi nãy ông Nguyễn Tấn Thọ có ý chúng ta, tôi nói rằng là cái Việt Nam Cộng hòa của mình đó, trong cái vụ Trường Sa có những cái sai, nhưng mà ông nói sao á, đừng cứ bẻ mặt nhau, tôi đồng ý chuyện đó, không? Thế bây giờ là chúng ta cùng làm sao, chúng ta cùng tư duy điều chỉnh, mình cũng điều chỉnh, họ cũng điều chỉnh, thì chúng ta nhìn về một hướng. Thì thưa ông Đức, đó là cái ánh nhìn của chúng tôi, là dưỡng tâm, là cái chỗ đó, là cái dưỡng cái tâm của mình, cái tâm mình tốt cho đất nước. Mình kêu gọi họ cùng dưỡng tâm với mình đi. Thì nếu mà họ cùng dưỡng tâm với mình, họ hòa hợp với mình, với một pháp luật chuẩn mực như vậy sẽ thay đổi đất nước. Đó là ánh nhìn của tôi, đó là cách nhìn trắng của tôi, thưa quý vị, cảm ơn. Hôm nay rất hân hạnh được gặp
là chưa còn nhiều. Dạ. Và chúng tôi cũng trả lời thì tôi bắt đầu nói câu hỏi thứ ba, tức là vừa rồi đã lâu là chưa còn nhiều nói về cách mạng trắng, hay là vừa rồi tôi rất mong lắm thay cái chuyện mà luật sư nói thành sự thật. Dạ. Mong lắm. Dạ. Nhưng nó vẫn có cái điểm. Dạ. Thì cộng sản mà nếu mà nói như luật sư vẫn như vậy thời gian quá ngắn, sắp sửa năm tới thì có thể thay đổi. Đó là điều tôi mong muốn trước khi nằm xuống đất nhìn được lấy nước thay đổi. Có một điều bây giờ tôi nói thật, không biết là luật sư Vĩ Cao Việt nghĩ, cá nhân tôi nói hòa giải, tôi xin hòa giải, hay là tôi có thể nói được đại diện cộng đồng đây, đại diện cái 2 triệu 4 triệu người bỏ trứng ra đi, xin hòa giải, chắc chắn họ đâu hòa giải chưa? Vâng, thưa bác, mà không phải là họ, là có này nhân cơ hội này con cùng với bác không? Chúng tôi xin thưa với tất cả những người bạn đang livestream ở trong Việt Nam, và nếu mà có một số vị lãnh đạo nào ở trong Việt Nam mà đang nghe đó, xin thưa với quý vị là dân Việt ở hải ngoại, cả tôi này đều mong muốn có một sự thật sự cho đất nước thái bình, hòa giải thật sự, hòa hợp thật sự. Xin quý vị hãy mở rộng hơn nữa để cho dân tộc chúng ta chỉ là một. Con thưa bác, con với bác cùng đề nghị lên. Dạ. Cái đó là cái mà có thể nói được ai cũng. Dạ. Nhưng tôi chỉ đưa ra một vài ví dụ như thế này. Những người tai tiếng, ví dụ như Trần Đức Thảo, một người có thể nói là chất đi tất bản thân Hồ Chí Minh. Những người như ông luật sư Nguyễn Mạnh Cường, chắc là luật sư đấy, thuộc loại gia chú mà cũng không bị cộng sản. Rồi những người mà tôi đã đưa qua trong cái hải, đó là Tôn Thất Tiên Kỳ, Phạm Văn Huyến, bác sĩ. Rồi cuối cùng không, nó cũng đuổi ra, không cho nó gọi là hoạt động. Như vậy là sao mà có chức đoàn kết? Ai cũng đoàn kết cả. Nhưng có lẽ rằng là cái gọi là đời cha, đời ông của chúng mình ăn quá mặt. Cho nên rằng là cứ đổ, có một đồ cứ đổ như thế này, chưa chắc là tất cả đồng lòng với nhau, hay đồng ý với nhau. Như là tôi đã nói, bất ân, bất quản, có đúng cái trường hợp như thế mà không thể. Thế thì trước khi tôi ra về, tôi mong rằng là những ý đồ mà luật sư mới nói gần đây nhất này, thành sự thật. Đó là cái chúng tôi mong muốn. Mà tất cả những người Việt, mà quốc gia ở đây đều mong muốn như vậy. Nghĩa là tôi đã bị nhồi trọng, đây là con nước này cùng chạy tù với tôi, là cán bộ cộng sản đã nhồi trọng, là yêu nước Việt Nam, yêu dân tộc Việt Nam, là yêu Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là những lần cuối cùng xin đa chào luật sư và chào các tổ chức. Vâng, con cảm ơn bác Nguyễn Văn Hùng. Trước khi bác về đó, thì xin phép ban tổ chức là tôi có là, tức là để đã đến nơi đây, và tôi nói là tôi có con đường đi của tôi, thì trong đó có là sách là Cách Mạng Trắng. Tôi có cuốn Cách Mạng Trắng, thì tôi có được biếu những người, những ai muốn có được hay không? Dạ thôi, sau khi hội luận xong, quý vị ra ngoài. Nhưng mà xin dù như bác Hùng. Dạ vâng, bác Hùng, bây giờ ông có quyền đi ra ngoài xe. Vâng. Vậy thì xin anh em giúp cho tôi có thùng Cách Mạng Trắng, để đó, để ai có muốn được cuốn Cách Mạng Trắng để tìm hiểu, để chúng tôi xin kính biếu đến quý vị. Ông có thất biểu. Dạ. Dạ vâng, thưa ông cho biết quý vị. Anh Long ơi, giúp giùm lấy cho sách để ra cho chiếu qua. Dạ. Quý vị muốn tặng sách vở thì để ở ngoài cái bàn phía ngoài cà phê đó. Dạ. Quý vị okay.
xin mời ông Lương Can. Tôi rất thán phục luật sư Hoàng Như Hùng nói về chuyện rằng phải sửa đổi, phải chúng ta phải tạo làm sao cho có tam quyền phân lập. Nhưng mà tôi, ý kiến của tôi nghĩ rằng luật sư Hoàng Như Hùng quá lạc quan. Tôi không tin rằng cái chế độ xã hội hiện tại mà lại có thể có tam quyền phân lập được. Tại vì tôi nhớ, tôi lúc nào tôi cũng tin tưởng cái lời ông có bài chó, ông nói rằng cái chế độ cộng sản ấy, mình chỉ có thể hủy diệt nó thôi, chứ mình không có cách đi sửa đổi được nữa. Ông luật sư Hoàng Dương, tôi xin nhắc lần nữa là tôi nghĩ rằng luật sư Hoàng Dương quá lạc quan. Ôi, tôi xin chấm dứt, ý kiến tôi chỉ có vậy thôi. Vâng, thưa ông Can, thì cái ý kiến đó cũng có thể trúng. Tại vì tôi cũng là một người như quý vị chúng ta cùng tìm. Nhưng mà tôi tin đó, Việt Nam khác với Liên Xô. Việt Nam sát cạnh với ông Trung Cộng nó khác rồi. Và cái bối cảnh tình hình thế giới nó thay đổi ghê gớm lắm trong một cái bối cảnh của cái gọi là mạng lưới rồi điện toán. Cho nên tôi có lẽ có tính lạc quan hơn ông. Có thể tôi sai, nhưng mà thôi thì đó là cũng là anh em với nhau, hành trình cùng tướng. Tức là chúng ta mong rằng nó có chắc hơn nữa. Thôi thì bây giờ tôi mong rằng là tôi trúng. Mong rằng tôi trúng. Tôi trúng không phải là cho tôi, cho đất nước à. Đất nước mình thay đổi là được, con cháu phát triển lẹ mừng chứ. Thì thôi thì bây giờ tôi cũng dám nói là tôi là thần thánh là trúng hết. Nhưng mà đó là cái ánh nhìn của tôi có những cái dữ kiện mà tôi chia sẻ. Tôi không phải là những người mà giấu trong lòng, tôi thấy sao tôi nói vậy. Thì tôi cũng xin thưa với quý vị nè, đây tất cả đều là những cái ánh nhìn và đánh giá riêng của tôi. Nếu tôi trúng là mừng cho dân tộc Việt Nam. Nếu tôi sai thì quý vị nói, ôi cái ông cũng dở, cũng xin lỗi quý vị cũng dở. Tôi nói, sao cả? Vâng, vậy thì đó là cái ánh nhìn của riêng tôi. Xin cảm ơn các anh. Dạ. Tôi nghĩ rằng luật sư đừng nằm mơ. À. Tôi hy vọng rằng giấc mơ đó sẽ thành sự thật. Kính thưa quý vị, ban tổ chức chúng tôi xin cảm ơn và xin mời quý vị là sau của cái buổi hội luận này, chúng tôi có nước và có máy cà phê ở phía ngoài. Trước khi chấm dứt cái buổi hội luận này, thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin cảm ơn tất cả các cơ quan truyền thông đã tiếp tay với chúng tôi, và kể cả những vị truyền thông từ rất xa ở San Diego lên để trực tiếp live stream trong cái buổi hội luận này với lại luận chọn như hôm. Một lần nữa, chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả những tấm thành tình của quý vị đã đến tham dự cái buổi hội luận này, và đặc biệt là đối với luật sư Hoàng Duy Hùng, chúng tôi cảm ơn sự thiện chí của ông đã bay từ Texas về đây để có cái buổi hội luận này. Tuy nhiên, một điều rất tiếc, ban tổ chức là những người mà thách thức luật sư Hoàng Duy Hùng thì lại không có mặt ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và buổi hội luận đến đây chấm dứt. Vâng, thưa ông, phần lễ cho tôi xin cảm ơn ban tổ chức. Dạ vâng, ok. Cho tôi là một người ở xa, giàu như tôi nói phần lễ là chúng ta có thể có một vài cái kỹ thuật bất đồng, nhưng mà không có bất hòa. Tôi rất cảm ơn anh Chris Lê, cảm ơn Phạm Lệ đã tổ chức cho tôi có một cái cơ hội đến với tất cả quý đồng hương. Và tôi cũng xin cảm ơn tất cả quý đồng hương, những người thương cũng như những người bất đồng. Quý vị đã quan tâm đến nơi đây là một sự quan tâm chung cho đất nước. Tôi xin cảm ơn tất cả quý vị và kính chúc quý vị sức khỏe và thành công. Và ngày hôm nay, tôi cũng xin nhân cái cơ hội này chúng ta cùng tưởng nhớ đến một người bạn, một người anh em mới ra đi, đó là anh Lý Tống. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Cầu chúc cho hương linh anh Lý Tống sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc. Xin cảm ơn. Vâng, ban tổ chức tuyên bố buổi hội luận đến đây chấm dứt. Xin cảm ơn quý vị. Dạ, tôi là Chris Lê, thành viên của ban tổ chức. Ngày hôm nay chúng ta tổ chức một buổi hội luận giữa cộng đồng Việt Nam San Jose và luật sư Hoàng Duy Hùng. Mục tiêu là để so sánh các phương thức đấu tranh cho Việt Nam và được giải quyết những nghi vấn, những oẩn khúc giữa luật sư Hoàng Duy Hùng và cộng đồng Việt Nam San Jose. Ban tổ chức chúng tôi rất hài lòng là bởi vì cộng đồng San Jose có cơ hội đặt được câu hỏi với luật sư Hoàng Duy Hùng, được biết thêm về cái lập trường, cái chính sách của cách mạng trắng, những cái tâm tư, những cái nỗi lòng
của luật sư Hoàng Duy Hùng đối với đất nước Việt Nam, và những mong mỏi một đất nước Việt Nam càng ngày càng tự do hơn. Và hơn thế nữa, cộng đồng Việt Nam chúng ta đã sinh hoạt trong tinh thần dân chủ, đã có những lời lẽ, những cái câu hỏi nhẹ nhàng, đã giải quyết được tất cả mọi điều. Và hy vọng là sau cái cuộc hội luận này, chúng ta sẽ biết thêm về cái con đường chính sách của luật sư Hoàng Duy Hùng, những cái phương thức đấu tranh cho Việt Nam, và hy vọng chúng ta một ngày nào đó sẽ đạt được những gì chúng ta mong muốn, là một đất nước Việt Nam tự do dân chủ, tôn trọng nhân quyền và dân giàu nước mạnh. Kính thưa tất cả quý vị, tôi Hoàng Duy Hùng. Hôm nay sau cái buổi đối luận mới đây, cách đây vài phút ở tại San Jose, California, tôi nghĩ rằng có những cái ưu điểm và có những khuyết điểm. Ưu điểm đó là một cái khung cảnh rất là hài hòa, có những cái sự phản đối hay là những cái góp ý trái chiều hoặc cùng chiều, đó là hình thức dân chủ. Khuyết điểm đó là những người mà thách thức tôi, từ ông Võ Tư Đảng, Trần Trung Chính, Võ Văn Sĩ, Nguyễn Thiếu Nhẫn, Kim Ái rồi gì vân vân thì đã không có mặt, tức là thách thức chửi xong rồi bỏ chạy không tới mặt, thì đó là một khuyết điểm. Đối với tôi nghĩ rằng là cái hay nhất cuối cùng đó, tôi hài lòng nhất, đó là sau cái buổi đối luận này thì cụ Nguyễn Mộng Hùng là một vị sĩ quan cao cấp, là cái người mà đã phản đối tôi đầu tiên, cụ ở lại và cụ được tôi tặng cuốn Cách Mạng Trắng để cụ phát biểu, và cụ nói rằng là ít nhất cũng có một cái tâm cảm của những người cùng gọi là hướng về quê hương, giàu chúng ta có những bất đồng với nhau, và cụ đã chúc cho tôi mau được thành công. Tôi nghĩ đây là một sinh hoạt tốt, có sự thành công cho cả những người trong nước và những người ngoài nước. Và ngày hôm nay tôi nghĩ là cuộc hội luận đã gửi đến một cái tín hiệu, đó là sự mong muốn của mọi người, giống như là một cụ Nguyễn Mộng Hùng đã nói rằng là mong muốn có một sự hòa hợp thật sự, và ráng làm sao, thưa với quý vị, nhất là những người trong nước, hãy mở rộng lòng hơn nữa để đón nhận một những người mong muốn có một sự hòa hợp dân tộc trong sự thịnh vượng, trong một quốc gia đoàn kết với pháp luật chuẩn mực. Đó là góp ý của chúng tôi sau buổi đối luận ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị.